tất cả các chị ạ, là có mặt trong buổi livestream ạ, giới thiệu sản phẩm của shop Giáng Đi trong ngày hôm nay ạ. Em xin chúc tất cả các chị có một em xin chúc tất cả mọi người luôn xinh đẹp đúng không ạ? Luôn xinh đẹp đẹp, trẻ trung và quyến rũ ạ. Và đón xem cái livestream xả hàng của shop Giáng Đi của bên em trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, ok chị Dung Thành nhá. Chị Linh Chân Ngắn xin chào ạ. Em chào chị Nguyễn Thị Kim Oanh nhá. Chào tất cả các chị đã có mặt trong buổi livestream của shop Giáng Đi trong ngày hôm nay ạ. Chúc tất cả các chị luôn xinh đẹp ạ, luôn trẻ đúng không ạ? Và đón xem cái livestream xả hàng của bên em ạ. Hôm nay thì bên em sẽ xả set áo ren này với giá là 28k một set ạ. Nên bây giờ những chị nào đang tham gia livestream này bên em, các chị có thể chấm bài cho em để em chào tất cả các chị đúng không ạ? Đối với chiếc áo, đối với set áo ren này của bên em sẽ có tất cả là 1 2 3 4 có 3 màu 4 màu các chị nhá. Có tất cả là 4 màu đúng không ạ? Có tất cả là 3 màu các chị nhá. Em chào chị Thảo Huỳnh ạ, em chào chị Tuyền Bích ạ, chào chị Dung Thành ạ. Em chào chị về đêm hoa nở ạ, chào tất cả mọi người ạ. Nên bây giờ những chị đang tham gia livestream bên em, các chị có thể chấm bài cho em để em chào tất cả các chị đúng không ạ? Đối với chiếc set áo ren này của bên em thì sẽ có là một set bên em sẽ bao gồm là áo hai dây bên trong và set áo ren bên ngoài ạ, áo hai dây bên trong và set áo ren bên ngoài đúng không ạ? Phần tay áo của nó đây sẽ có một cái chun các chị nhá. Đằng tay áo đây sẽ có một cái chun đúng không? Em cho cam vào gần của chị ơi. Chị Dung Khánh ơi, vâng ạ, ok chị Dung Khánh, chị Tuyền Bích nhá. Các chị có thể giúp em chia sẻ vào hội nhóm được không ạ? Để cho mọi người vào đông đông một tí em sẽ bắt đầu xả mọi người nhá. Các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm ạ. Em chào chị Hoa Võ, chào chị gái Sứ Thanh ạ, chào chị Mai Thảo luôn ạ. Em chào chị Kiều Thu nhá. Chào chị Lang Ngoan ạ, chào chị Thanh Thanh Võ ạ, chào tất cả các chị luôn ạ. Chị Nguyễn Hoa, chị Nguyễn Thải Yến ạ. Các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm ạ để em xả set áo ren này với giá là 28k một set đúng không ạ? Một set áo ren bên em sẽ bao gồm là áo dài, sẽ bao gồm là áo ren dài đính ngọc trai các chị nhá. Áo ren dài đính ngọc trai này rất là đẹp luôn, mặc được rất là nhiều kiểu, tí nữa em sẽ cho các chị xem kiểu đúng không ạ. Chị Nguyệt Huế Lê xin chào ạ, em chào chị Ngọc Hòa Pu Tê nhá, chào chị luôn ạ. Chào chị Phạm Sáu ạ, chào chị Bảo Ngọc ạ. Em chào chị Trinh Nguyễn nhá, chị Dung Dương Nguyễn ạ. Các chị chia sẻ cho em vào hội nhóm và để em xả chiếc áo này với giá là 28k một set đúng không ạ. Một set bên em sẽ bao gồm là áo hai dây bên trong và áo ren bên ngoài các chị nhá. Các chị ơi, các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm các chị nhá để em xả set áo ren này với giá là 28k một set đúng không ạ? Em chào chị Bảo Ngọc ạ, em chào chị Bảo Linh nhá. Đối với set áo ren này bên em size sẽ là từ 40 cân cho tới 75 kg. Set bên em sẽ bao gồm là 40 cân tới 75 kg đúng không ạ? Áo khoác thì bên em không có nhá chị Mai Anh nhá, bên em không có đâu ạ. Em và em sẽ like sau đúng không ạ? Em chào chị Lê Đình Ý Như ạ, chào chị Bảo Linh ạ, chào chị Phạm Ngọc Mỹ nhá. Chị Quang Nguyễn này. 28k một set. Áo ren này các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả set áo này ạ. Đối với set áo ren bên em thì sẽ có tất cả là 3 màu nhá. Đó là màu hồng nút này, đang mặc trên người em đây hiện tại là màu hồng nút ạ. Màu da và màu hồng nút này, màu be trắng và màu đen các chị nhá. Hồng nút, be trắng và đen đúng không ạ? À, một cái set áo ren này thì mặc đi chơi Tết thực sự rất là đẹp luôn các chị nhá. Vâng ạ, em cảm ơn chị Ninh Nguyễn nhá. Chị Trần Thúy Trang cảm ơn chị luôn ạ. Các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả đúng không ạ? Thảo Huỳnh nhá. Em chào chị Ngọc Hoàng Cú Tê là chị Thảo Huỳnh này. Set áo ren này bên em sẽ có 3 màu, đó là màu hồng nút này, màu be này và màu đen đấy chị nhá. Hồng nút, be và đen đúng không ạ? Chị Út Huỳnh Chu ơi, bao nhiêu kg mặc vừa? Từ 40 cân tới 75 kg chị nhá. Từ 40 cân tới 75 kg được không chị Út Huỳnh Nguyễn nhá. Chị Thảo Huỳnh ơi, 40 tới 75 kg đúng không ạ? Các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm được không ạ? Em đợi mọi người vào đông đủ sẽ bắt đầu xả nên các chị chia sẻ giúp em ạ. Em cảm ơn chị Trần Thúy Trang ạ. Em chào cảm ơn chị Ninh Nguyễn ạ, mọi người chia sẻ giúp em ạ. Hiện tại đang mặc trên người em là hiện tại là màu hồng nút các chị nhá, màu hồng nút này, màu đen này, màu be này, có rất là nhiều màu luôn các chị nhá. Em cảm ơn chị Vi Vi ạ, chị cô đơn tôi ạ, chị cô đơn đời tôi đúng không ạ, xin chào ạ. Chị Huỳnh Mỹ xin chào luôn đúng không ạ. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả set áo ren này với giá là 28k một set áo ren này của shop Giáng Đi ngày hôm nay đúng không ạ. Đối với set áo ren này thì đối với set áo ren này của bên em sẽ có 3 màu, đó là màu hồng nút, đây là màu hồng nút này, màu be trắng này, đây là màu đen các nhá, có tất cả là 3 màu đúng không ạ? Chị Huỳnh Mỹ ơi, thấy comment của chị rồi nhá, các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả set áo ren này với giá là 28k một set đúng không ạ? Chị Hương Cô Lương cảm ơn chị Hương Cô Lương rất là nhiều đúng không ạ? Vâng ạ, chị gái Sứ Thanh cảm ơn chị ạ, chị Trần Thúy Trang, mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả set áo này với giá là 28k một set đúng không ạ? Chị Hương Cô Lương chia sẻ giúp em ạ, chị Nhung Sĩ này, em đợi mọi người vào đông đủ thì em sẽ bắt đầu xả nhá, các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm. Lương thì Thanh Xuân ơi, bên em xả áo này với giá là 28k một set nhé. Chị Lương thì Thanh Xuân nhé, chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả set áo này với giá là 28k một set đúng không ạ?
chia sẻ giúp em vào hội nhóm với ạ. Bên em sẽ có tất cả là 3 màu, đối với set áo này bên em sẽ có tất cả là 3 màu này, đó là màu hồng nút này, màu đen và màu be trắng đúng không ạ? Chị Minh Tuyết này, chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhá. Em cảm ơn chị Trần Thúy Trang ạ. Đây áo này bên em này, em sẽ kéo lên cho chị xem. Ở tay áo, ống tay áo của bên em thì sẽ có như này mọi người nhá. Đây ạ, em sẽ kéo cho mọi người xem nhá. Đấy. Rất thoải mái, rất đẹp luôn đúng không ạ? Set áo ren này bên em sẽ xả với giá là 28k một set, bao gồm là áo hai dây bên trong và áo ren bên ngoài. Áo ren bên em sẽ là ren đính ngọc trai các nhá. Ren bên em sẽ là ren đính ngọc trai, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Đấy. Bảo Ngọc này, áo một set áo đang mặc trên người em đây có giá là 28k một set các chị nhá, 28k một set đúng không ạ? Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm được không ạ, để em xả set áo ren này với giá là 28k các chị nhá. Chị Mimi ơi, thấy comment của chị Mimi rồi, rồi này, thấy Mimi, chị Mimi nhá, chị Thảo Hà xin chào này, chị Nguyễn Xu, cảm ơn chị Nguyễn Xu rất là nhiều đúng không ạ? Chị Thảo Hà chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhá, để em xả set áo ren này với giá là 28k một set đúng không ạ? Chị Ngân Nelly chia sẻ giúp em nhá, cảm ơn chị Cát Nhã Đan ạ, cảm ơn chị Mỹ Trang này, chị Bảo Ngọc này, các chị chia sẻ giúp em nhá. Đối với set áo ren này bên em sẽ có tất cả là 4 màu nhá. Màu hồng nút, màu đen, có tất cả là 3 màu này. Màu hồng nút này, màu nâu và màu đen các nhá. Hồng nút, nâu và đen này, size sẽ là từ 40 cân cho tới 75 kg. Ok chị Út Hình Chu nhá, size nhỏ nhất bên em sẽ là size S đúng không ạ? Size S chị nhá. Chị Nhã Uyên ơi, em thấy comment của chị Nhã Uyên rồi, chị Nhã Uyên nhá, chị chia sẻ giúp em để em xả áo này với giá là 128k một set đúng không ạ? Chị Bích Nhàn Lam, ok chị Thu Luyến, chị Diêm Thanh này. Đây ạ, một set áo ren bên em sẽ như này nhá. Ở tay áo bên em sẽ có ống tay áo này, đây chị này, ống tay áo bên em đây, ủa sao chói nhỉ, sẽ có một cái chun mọi người nhá, sẽ có cái chun này, chun này nhá, rất là đẹp luôn, màu nâu cà phê này, màu đen này, màu hồng nút này. Anh cảm ơn chị Nhã Uyên nhá, chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả áo này với giá là 28k một set đúng không ạ? Cái nơ này các chị có thể thắt như này hoặc có thể thắt chéo sang bên này, thắt chéo bên này đều được hết mọi người nhá. Cảm ơn chị Nhã Uyên, mọi người chia sẻ giúp em ạ. Được chị nhá, chị Hoàng Thị Thanh Huyền ơi, áo này đang mặc trên người em thì mặc được kết hợp tất cả mọi thứ luôn, được quần jean này, chân váy đều ok hết mọi người nhá, chân váy xòe, chân váy ôm đều được đúng không ạ? Chân váy xòe, chân váy ôm đúng không ạ? Màu kem của nhà em sẽ đây ạ, màu kem của bên em sẽ như này nhá. Màu kem nhà em đây, đây là màu kem nhà em nhá. Đã cho xong. Chị Mỹ Trang, cảm ơn chị Mỹ Trang, các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm được không ạ? Để em xả set áo này với giá là 28k một set các chị nhá, mọi người nhanh chóng giúp em nhá. Áo này bên em sẽ xả với giá là 28k một set chị Hồng Phương nhá. Chị Vũ Ngọc Nương ơi, áo này bên em là 28k một set nhá chị Vũ Ngọc Nương nhá. Chị chào chị Năng Bình này, chào chị bé quen, bây giờ nhiều chị mới vào đúng không ạ? Chị Bùi Thắm ơi, ok chị Bùi Thắm, cảm ơn chị luôn nhá, các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả set áo ren này với giá là 28k một set áo ren này được không ạ? Chị Vũ Bảo Yến ơi, em thấy comment của chị Vũ Bảo Yến rồi nhá. Chị Cát Tỷ này, hôm nay bên em xả áo này với giá là 28k một set đúng không ạ? Chị Sương Đặng Thị ơi, chị lấy màu da đúng không ạ? Màu da bên em vẫn có màu da nhá. Lát này em sẽ cho chị xem từng màu một, hiện tại em sẽ giơ các màu cho chị xem đã. Màu nâu cà phê này, màu đen này, màu hồng nút này đúng không ạ? Size bên em sẽ là từ 40 cân cho tới 75 kg. Size sẽ là từ 40 cân tới 75 kg các chị nhá. Chị Mộc Miên ơi, thấy comment của chị Mộc Miên rồi, ok chị Hiền Hiền ok chị luôn nhá. Chị Mộc Miên này, chị Diêm Thanh ok chị. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi là Tết rồi, các chị hãy nhanh chóng sắm cho mình một set áo ren này chỉ giá 28.000 bên shop Tắm Đi nhà em đúng không ạ? Sắp đến Tết rồi mọi người nhanh chóng sắm đồ cho mình đi ạ. Đừng để lúc mà đến Tết rồi mình đi sắm đồ nó sẽ không còn đồ đẹp để mua nữa các chị nhá. Lúc đó thì đi gần Tết rồi mà các chị mà đi sắm đồ thì nó sẽ không còn đồ đẹp để mua nữa đúng không ạ? Em cảm ơn chị Thúy Nguyễn đúng không ạ? Vâng ạ, chị Hiền Hiền này, chị Nguyễn Thị Bích Tuyền ạ. Vâng ạ, chị Nguyễn Bích Tuyền nhá. Đối với set áo ren bên em sẽ có tất cả là 4 màu nhá, màu da này, màu hồng nút này, màu nâu và màu đen nhá. Size bên em sẽ là từ 40 cân cho tới 75 kg ạ. Size bên em sẽ là từ 40 cân cho tới 75 kg các chị nhá. 40 tới 75 kg được không ạ? Em cảm ơn chị Trang Hằng Trang ạ, mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả set áo ren này với giá là 28k một set. Set áo ren này các chị có thể mặc đi chơi Tết, thực sự là rất là đẹp luôn các chị ạ. Mặc đi chơi Tết rất là đẹp luôn đấy ạ. Set áo ren này các chị có thể mix với các chân váy xòe này, chân váy ôm này, quần jean này cũng đều là ok hết đúng không ạ?
Bảo Ngân ơi, áo này hôm nay nhà em sẽ xả với giá là 28k một set chị Vi Bảo Ngân nhá. À, chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả set áo này với giá là 28k được không ạ? À, chị cắt nhà đan, ok chị cắt nhà đan nhá. Chị chi chi này đúng rồi ạ. Màu đang mặc trên người em đây là màu hồng nút chị ạ. Màu hồng nút chị ạ. Hồng nút ạ. À. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả set áo ren này với giá là 28k một set được không ạ? Chị Trần Lệ ơi, hôm nay bên em sẽ xả set áo ren này với giá là 28k đây ạ. Màu hồng nút đó chị, màu hồng nút rất là đẹp luôn đúng không ạ? Set áo ren quá xinh và quá xuất sắc luôn, mặc đi chơi Tết thực sự quả thực rất là đẹp luôn các chị nhá. Rất là đẹp luôn, 28k một set thôi ạ, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Chị Yến Toàn, ok chị Trần Lệ, đây một chút chị Trần Lệ nhá. Màu nâu, màu hồng, đây là màu nâu đây chị ạ. Đây màu nâu, đây là màu đen này, màu hồng nút chị nhá. Chị Liên Kim, Trần Lệ, ok Trần Lệ nhá. Chị Phùng Trang ơi, 28k một set cho em xin số điện thoại của mình đúng không ạ? Đây ạ, set áo ren bên em sẽ có giá là 28k một set luôn. Size bên em sẽ là từ 40 cân cho tới 75 kg ạ. Chị Hà Linh Chip ơi, thấy comment của chị rồi nhá. Chị Hà Linh Chip nhá. Chị Phạm Hường ơi, chị Phạm Hường bao nhiêu một cái ạ? Chị ơi, hôm nay bên em sẽ xả với giá là 28k một set đúng không ạ? Chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm với ạ để em xả set áo ren này với giá là 28k một set được không ạ? Chị nhá. Chị gái Sứ Xanh, Sứ Thanh, ok gái Sứ Thanh nhá.
em xảo này với giá 28k một set. Các chị nhanh chóng giúp em các chị nhá. Chị Thu Trang ơi, em thấy comment của chị rồi, các chị nhanh chóng giúp em ạ. Cảm ơn chị Kim Hoa nhá, chị Sushi này. Vâng ạ, chị Cát Nhà đang chị em chút xíu này, chị Phương Linh này bao nhiêu vậy đúng không ạ? Áo này bên em xả 28.000 chị vừa vào đúng không ạ? 28k chị Nguyễn Thị Diệp nhá. Màu da đây là bên em có tất cả là màu nâu này, màu đen này, nâu đen này, hồng nút này, nâu đen hồng nút. Rất là đẹp luôn các chị ạ. Tết sắp đến, Tết rồi mọi người, nhanh chóng sắm cho mình một set áo ren này trị giá 28k của shop em đúng không ạ? Rất là đẹp luôn mọi người nhá. Không thể thiếu được đâu ạ. À, chị Lâm Thủy ơi, bao nhiêu thì vừa vậy? Chị ơi, size bên em sẽ là từ 40 cân ạ cho tới 75 kg chị nhá. 40 cân tới 75 kg ạ. Set áo ren 28.000 một set ạ. Chị Ngọc Anh Như Huỳnh ơi, vâng ạ, màu đang mặc trên người em đây hiện tại là màu hồng nút nhá chị Ngọc Anh Như Huỳnh nhá. Màu hồng nút đúng không ạ? Chị Bống Bống ạ, vâng chị Bống Bống nhá. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm mà em đang đợi các chị giúp em nhá các chị nhá. Nhanh chóng giúp em được để em xả đúng không ạ? À, chị Bi Bon Con ơi, chị thấy comment mình không? Em thấy comment của chị rồi nhá. Chúc chị một ngày tốt lành đúng không ạ? Màu nâu, màu đen ạ, màu nâu, màu đen, màu hồng nút ạ. Chị Phạm Thanh Thủy ơi, em thấy comment của chị rồi ạ. Áo này thì không thể thiếu trong những ngày Tết sắp tới đúng không ạ? Chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi là Tết rồi, các chị hãy nhanh chóng sắm đồ cho mình luôn bây giờ đi ạ. Em cảm ơn chị Út Hiền nhá. Chị Lê Vân thấy comment của chị rồi. Một set bên em thì sẽ bao gồm là áo và áo hai ren bên trong và cái áo ren bên ngoài. Áo ren bên em sẽ là ren tính ngọc trai các chị nhá. Áo ren bên em sẽ là ren tính ngọc trai. Chị Hương Trần ơi, thấy comment của chị Hương Trần nhá. Chị Thanh Thuyền thấy comment của chị luôn rồi đấy ạ. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả set áo ren với giá là 28k một set ạ. Bông Bống ơi, ok em bảo cảm ơn, chị Bông Bống nhá. À, màu đen của em đây nhá chị Hương Trà nhá. Màu đen của em đây ạ. Em xin nhắc lại tất cả những chị vào sau là chương trình hôm nay của em sẽ là xả set áo ren này với giá là 28k một set đúng không ạ? 28k một set áo ren. Và đối set áo ren bên em thì sẽ có tất cả là 4 màu ạ. Đó là màu be trắng này, màu hồng nút này, màu đen và màu nâu nhá. Bên em có tất cả là 4 màu luôn ạ. 4 màu luôn ạ. Size bên em sẽ là từ 40 cân cho tới 75 kg ạ. Size sẽ là từ 40 cân tới 75 kg nhá. Các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm mẹ để em xả set áo ren này với giá là 28.000 một set áo ren, bao gồm áo hai dây bên trong và áo ren đính ngọc trai bên ngoài đúng không ạ? Áo ren đính ngọc trai bên ngoài chị nhá. Chị Xuân Hiền, ok Xuân Hiền này. Chị Lưu Phan ơi, chị 65 kg, chị mặc cho em size XL chị Lưu Phan nhá. Em cảm ơn chị Sơn Minh Sơn ạ. Chị Ánh Tuyết lấy màu hồng nút, màu hồng nu đe đúng không chị? Chị Uyên ơi, chị Uyên thấy comment của chị rồi chị nhá. Chúc chị một ngày tốt lành đúng không ạ? Chị Ngân Eli thấy comment của chị rồi nhá. Mọi người chia sẻ giúp em vào nhanh chóng đúng không ạ? Nhanh chóng giúp em ạ. Chị Thúy Hương đây, em chút xíu đi Thúy Hương. Đây ạ, set áo ren em sẽ như này đi ạ. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhá. Chị Thanh Đức Nguyễn ơi, chị lấy màu đen đúng không ạ? Màu đen của chị comment giúp em nhá. Đây ạ, màu này màu hồng nút. Màu hồng nút này, màu đen. Và đây là màu nâu của chị nhá. Chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhá. Em đợi các chị vào đông đủ thì em sẽ bắt đầu xả mọi người nhá. Móc 500 người xem sẽ bắt đầu xả đúng không ạ? Chị Trần Thảo 28k màu đen, ok chị comment giúp em ạ. Móc 500 người xem sẽ bắt đầu xả mọi người nhá. Chị Vân Thủy ơi, bao nhiêu một áo vậy? Chơi áo này hôm nay bên em sẽ xả với giá là 28k một set, bao gồm áo hai dây bên trong và áo ren bên ngoài. Áo ren bên em sẽ là ren đính ngọc trai, rất là đẹp luôn chị nhá. Ren đính ngọc trai rất là đẹp luôn. Rồi móc 500 người xem sẽ bắt đầu xả. Chị Lăng Minh nhá, để em một chút xíu nữa được không ạ? Chị Nguyễn Thúy Vân ạ. Chị Cát Nhà Đan để em chút xíu nhá. Móc 500 người xem bắt đầu xả đúng không ạ? Chị Nguyễn Quang ơi, 28k màu đen ạ. Chị comment giúp em và chị chia sẻ giúp em để em xả chị set áo này với giá là 28k một set đúng không ạ? Sao bỏ vào đây quyền đoán nhỉ? Màu đen. Huy cả một cái thôi đó bị ấy. Chị ơi, chị Phương Đinh ơi, 43 kg thì chị mặc cho em size S chị Phương Đinh nhá. 43 kg mặc size S đúng không ạ? Cứ size từ 40 cân cho tới 75 kg bên em có size ạ. Các chị chia sẻ giúp em vào hội chó và nhóm và lên cho em móc 500 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả đúng không ạ? Chị Ngọc Anh Đàm ơi, lấy màu hồng nút, ok chị, mọi người chia sẻ giúp em ạ. Móc 500 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả set áo ren này với giá là 28k một set các chị nhá. Chị Quỳnh Nga ơi, hôm nay nhà em sẽ xả áo này với giá 28k, chị chia sẻ giúp em ạ. Đây là màu hồng nút đây ạ, đây là màu nâu và đây là màu đen các chị nhá. Áo này mặc đi chơi Tết thực sự là quá đẹp luôn, quá xuất sắc luôn. Mặc đi chơi Tết thật là đẹp luôn. Đây, áo này bên em là áo dài tay như này mọi người đây ạ. Áo dài tay như này mọi người nhá. Đây ạ, dài tay nhưng mà đây là em sắn lên như này sẽ đẹp hơn đúng không ạ? Nó thoải mái hơn các chị nhá. 28k một set áo ren. Chị Tô Ngọc Diễm, vâng ạ, chị chia sẻ giúp em đúng không ạ? Em xin nhắc lại tất cả những chị vào sau ạ là chương trình hôm nay của bên em sẽ là xả set áo ren này
lần đầu tiên chị vào shop em được không chị Hoàng Kim? Chị Hoàng Kim ơi, chị Hoàng Kim. Chị Yến Nguyễn, cảm ơn chị Yến Nguyễn nhá. Chị Ngân Phạm ơi, 57kg mặc cho em size L chị ạ. 57kg mặc cho em size L. 40-47 mặc size S này, 48-53 size M. 49-48-53 size M này, 54-59 size L này. Còn size XL dành cho những chị mà từ 60 cân cho tới 65kg, các chị mặc cho em size XL các chị nhá. Ship của em ở Hà Nội sẽ là 20.000, còn đi các tỉnh sẽ là 30.000 các chị nhá. Các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm để xả xe áo gen này nhanh chóng giúp em được không ạ? Mét 6 nặng 54kg mặc cho em size L chị PT Phương nhá. PT sẽ có tất cả là 4 màu, đó là màu be trắng này, màu nâu, màu đen và màu hồng nút. Hiện tại đang mặc trên người em đây là màu hồng nút các chị nhá. Chị Thùy Dung ơi, bao nhiêu kg vừa? Từ 40 cân tới 75kg nhé chị nhá. Từ 40 cân này cho tới 75kg đúng không ạ? 40-75kg mặc vừa này nhá. Bên em thì giao hàng trên toàn quốc ạ. Bên em sẽ giao hàng trên toàn quốc các chị nhá. Mốc 500 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả xe áo gen này với giá 28k đúng không ạ? Màu nâu, màu đen, màu hồng nút ạ. Chị Thu Mi Trần ơi, chị muốn lấy xe áo gen này thì chị comment giúp em là 28k của chị đang có lấy màu đen đúng không ạ? Thì chị comment giúp em là 28k màu đen và kèm theo cái số điện thoại của mình ạ. Trên cùng một dòng comment giúp em được không nhá chị Thương Vi Hà nhá. Xe áo gen thực sự rất là đẹp luôn, không nó không những là đẹp mà còn vô cùng quyến rũ các chị ạ. Vô cùng đẹp luôn đấy ạ. Xe áo gen này ở bên trong sẽ là áo hai dây bên trong, một set sẽ bao gồm áo hai dây bên trong này và áo gen đính ngọc trai của bên em bên ngoài đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. SM, LXL và 2XL chị Ngát Hồng nhá. Em cảm ơn chị ở NT Tâm Như và các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm để xả set áo gen này với giá là 28k một set đúng không ạ? Chị Thu Thanh ơi, bao nhiêu một áo vậy? Chị ơi, áo này bên em sẽ có giá là 28k một set nha chị nhá. Đứng gần nó hơi bị thái lóa. Mốc 500 người xem đầu tiên này em sẽ bắt đầu xả nhá, mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm ạ. Chị Thu Hằng ơi, đây em một chút xíu chị Thu Hằng nhá. Và đối với set áo gen này bên em bán giá 28k một set thì bên em chỉ áp dụng cho những chị chia sẻ thôi các chị nhá. Bên em chỉ áp dụng cho những chị chia sẻ thôi được không ạ? Em cảm ơn chị Ngọc Yến ạ. Chị Lương Tâm ơi, chị Lương Tâm chỉ lấy màu hồng, màu đen 55kg thì chị mặc cho em size L chị nhá. Mặc cho em size L đúng không ạ? Chị nào muốn mua set áo gen này của bên em với giá 28.000 thì các chị comment giúp em là 28k kèm màu các chị thích, kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em và chia sẻ giúp em 3 lần cá nhân, 2 lần tất cả các trang hỗ trợ nhóm nhé. Và quay lại cái bài viết của em, comment là 28k kèm màu các chị thích, kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Và các chị chia sẻ giúp em lên mốc 500 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả set áo gen này với giá là 28k một set đúng không ạ? Mốc 500 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả nhé. Chị Trần My ơi, thấy comment của chị Trần My rồi. Đây là màu đen đây nhá chị Cha Mi Trần nha, màu của em màu đen đấy ạ, màu đen màu nâu chị ạ, đây màu đen màu nâu đúng không ạ? Chị Ánh Tuyết Hoàng ơi, hôm nay nhà em sẽ xả với giá, vâng ạ, cảm ơn chị Thanh Đức Nguyên nhá, cảm ơn chị luôn. Hôm nay đầu tiên nhà em sẽ xả set này với giá 28k đầu tiên các chị nhá. Mời chia sẻ giúp em ạ. Chị Tuyết Nguyên, cảm ơn chị Tuyết Nguyên nhá. Chị Đặng Tranh đợi, cảm ơn chị đợi em chút xíu thôi, chị Đặng Tranh nhá. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm ạ để em xả set áo gen này với giá 28k đúng không ạ? Không nên nổi 500 người xem này. Chị Hà Đốc Chim ơi, ok chị mua một cái được không? Bên em có bán một cái nhé chị Hà nhé. Một cái thì là sẽ bao gồm là cả set luôn chị nhé, cả set luôn đúng không ạ? Vâng ạ, chị Qua Sinh này, chị Qua Sinh đấy một chút xíu thôi đúng không ạ? Chị Ánh Tuyết này. Các chị ơi, có lên được mốc 500 người xem không ạ? Để em xả set áo gen này với giá là 28k một set không ạ? Mọi người nhanh chóng giúp em đúng không ạ? Gen này rất là đẹp luôn, mặc đi chơi Tết quả thực là rất là đẹp luôn các chị nhá. Đây ạ, set áo gen nhà em đây, màu hồng nút này, màu đen này, màu da này, màu nâu, màu be trắng đúng không ạ? Chị nào mà người hơi gầy gầy thì các chị có thể mặc sang màu sáng, màu đen đang mặc trên người, hoặc chị nào có thể chị nào mà hơi mập ấy thì các chị có thể chuyển sang các cái màu tông như là màu tông tối màu như là màu đen này, màu nâu các chị nhá. Để dành cho những chị nào mà người hơi mập một chút thì các chị mặc sang một tông màu tối cho nhà em được không ạ? Rồi các chị ơi, lên không lên được mốc 500 người xem thì em sẽ xin chốt cái giá 28.000 một set này trong khoảng 2 phút nữa mọi người nhá. Và bên em chỉ áp dụng cho những chị chia sẻ 3 lần cá nhân và 20 lần tất cả các trang hỗ trợ nhóm thôi được không ạ? Ống tay áo của nhà em đây chị nhá, ống tay áo của em đây ạ. Đây ống tay áo nhà em đây nhá. Đây ạ. Ống tay áo của em thì sẽ có cái chun các chị nhá. Nó có cái sẽ có chun như này. Đây là chun này. Chun nhá. Bỏ lên đây sẽ hơi bị lóa mọi người nhá. Đừng thấy lóa không? Đây chun đi nhá. Rất là đẹp luôn. Đính ngọc trai luôn, rất là sang luôn. Mặc đi chơi Tết quả thực rất là sang luôn. Chị nào muốn mua chiếc áo này để mặc đi chơi Tết thì các chị hãy nhanh chóng comment cho em và bên em chỉ áp dụng cho những chị chia sẻ 3 lần cá nhân ạ. Và 2 lần tất cả các trang hỗ trợ nhóm các chị nhá. Hiện tại thì ok chị Lăng Bình rồi, ok chị Lăng Bình nhá. Chị Thơ Hoài ơi, thấy comment của chị Thơ Hoài rồi được không ạ? Màu hồng nút, màu đen, màu nâu.
nhóm trong buổi trong ngày hôm nay đúng không ạ? Em cảm ơn chị Bông Bông Xà Bang nhé. Cảm ơn chị Thu Sương ạ. Chị Thùy Dung đợi em một chút xíu, chị Thùy Dung nhé. Mọi người nhanh chóng giúp em này. 20 comment giúp em 28k kèm màu các chị thích kèm theo số điện thoại của mình. Trên cùng một dòng comment giúp em và nhớ chia sẻ giúp em 3 lượt cá nhân và 20 lượt tất cả các trang hỗ trợ nhóm đúng không ạ? Em sẽ chốt cái giá này trong khoảng 2 phút nữa mọi người nhé. Đúng trong khoảng 2 phút nữa thôi mọi người nhé. Đúng 2 phút nữa thôi ạ. Chị Thu Bill em thấy comment của chị Thu Bill nhá. Đúng 2 phút nữa là em sẽ chốt cái giá là 28.000 một set các chị nhá. 28.000 một set đúng không ạ? Màu nâu này, màu nâu này, màu hồng nút này, màu đen này, màu be trắng đúng không ạ? Chị Mỹ Nương để em một chút xíu nhá. Chị Trần Thị Thu Ngân 28k màu đen, chị comment tất cả mọi người đang comment đi ạ. 28k kèm màu kèm số thẻ của mình trên cùng một dòng comment giúp em và bên em chỉ áp dụng khi chia sẻ thôi đúng không ạ? Và hiện tại thì em chỉ sợ biển comment thôi nên chị nào muốn không biển comment của mình thì các chị hãy nhớ chia sẻ cái bài viết của em để không biển comment của mình đúng không ạ? Hoặc là ấn kết bạn theo dõi thì sẽ không ở biển luôn các chị nhá. Ấn kết bạn theo dõi chắc chắn là sẽ không ở biển luôn đúng không ạ? Đây mọi người nhanh chóng giúp em sẽ chốt cái giá 28.000 đây trong khoảng 1 phút nữa thôi mọi người nhá. Trong khoảng 1 phút nữa mọi người nhá. 1 phút nữa thôi đúng không ạ? Vâng ok chị Thanh Nguyễn nhá. Rồi ạ. 3 lần cá nhân ạ, 20 lần cho tất cả các trang hỗ trợ nhóm nhá. Rồi ok, Tấm Sinh đợi em khoảng 1 phút nữa thôi nhá chị Tấm Sinh đúng không ạ? Đợi một chút xíu mọi người nhá. Ok chị Bông Bông Xà Phòng này. Nickface thật là hay đúng không ạ? Size từ 40 cân tới 75 kg, set áo ren nhà em cực kỳ đẹp luôn. 52 kg chị mặc cho em size M, chị Huệ Mi nhá. Mặc cho em size M đúng không ạ? 28k một set này. Em riêng là tất cả những chị vào sau là chương trình hôm nay đầu giờ của nhà em sẽ xả set áo ren này với giá là 28k một set đầu chương trình mọi người nhá. Đầu chương trình sẽ giả với giá là 28k một set. Chỉ còn 20 giây nữa thôi là bên em sẽ kết thúc cái chương trình bán hàng set áo ren này với giá là 28k một set. Các chị nhanh chóng giúp em và nhớ chia sẻ giúp em trước khung giờ của nhà em quy định đúng không ạ? Chị Quỳnh Hà Quỳnh ơi, 28k màu đen chị comment giúp em và nhớ chia sẻ giúp em nhé. Chị Quỳnh Hà Quỳnh đến mua áo bên em với giá 28.000 một set đúng không ạ? Đây mọi người ơi, đây bây giờ là 2 phút rồi nhá, bây giờ em sẽ chốt cái giá này nhá. Bây giờ là em sẽ bắt đầu chốt cái giá 28k này mọi người nhá. Chốt 28k đúng không ạ? Và không biết hôm nay chị nào sẽ là người may mắn săn được cái combo cái set áo ren ngày hôm nay với giá là 28k một set thì mọi người đợi em một chút xíu nữa em sẽ quay số như mọi khi đúng không ạ? Mọi lần thì bên em sẽ quay số cho công bằng thì hôm nay bên em cũng sẽ quay số cho công bằng mọi người nhá. Và vào số điện thoại nào, vào đuôi số điện thoại nào thì chị đó nhanh chóng điện thoại cho nhà em nhá. Vào đuôi số điện thoại nào thì chị đó nhanh chóng điện thoại vào số điện thoại của em đúng không? Đây ạ, vào đuôi số điện thoại nào, số nào số quay. Mọi người ơi, vào đuôi số điện thoại nào thì nhanh chóng điện thoại vào số điện thoại của em mọi người nhá, được không ạ? Em sẽ quay số cho công bằng đúng không ạ? Ok chị Thu Hồng Võ này. Bây giờ bên em sẽ bắt đầu quay số, các chị lưu ý giúp em nhé để tránh khiếu nại thì chị nào gọi điện nhanh nhất này và đúng số nhất thì em sẽ nhấc máy và nghe máy đúng không ạ? Để tránh trường hợp là làm mất thời gian khi em livestream đúng không ạ? Các chị nhớ là quay vào số nào. Chị Hằng Phong ơi, 28k màu hồng chị comment giúp em nhé. Đây ạ, bắt đầu quay số mọi người nhá. Em sẽ bắt đầu quay số này, không biết sẽ vào đuôi số điện thoại ở đây, không biết sẽ nào vào đuôi số điện thoại ở đây, em cũng rất là nóng lòng luôn đúng không ạ? Mọi người thấy là ấy không ạ? Hồi hộp không ạ? Rồi ạ. Đầu tiên thì em sẽ xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại là số 32 nhá. Đầu tiên sẽ xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại là số 32 ạ. Em xin chúc mừng chị nhá. Chúc mừng chị có đuôi số điện thoại là 32 ạ. Số điện thoại 32 nhanh chóng điện thoại vào cái số điện thoại này của bên em để bên em trao thưởng là chiếc áo set áo ren này trị giá là 28.000 cho một chị may mắn đầu tiên đúng không ạ? Rồi chị Phan Kim Liên ơi, giá gốc của áo này thì là em sẽ công bố chị Phan Kim Liên đợi em một tí thôi đúng không ạ? Nào em xin mời chị có đuôi số điện thoại là 32 đâu rồi ạ? Đuôi số điện thoại là 32 có đây không ạ? Số điện thoại 32 có đây không ạ? Mọi người nhanh chóng giúp em để quay số tiếp theo đúng không ạ? Nhanh chóng giúp em để quay số tiếp theo mọi người, không mọi người đang đợi nhá. Nào nhanh chóng giúp em, hôm nay em sẽ quay rất là nhiều số luôn đúng không ạ? Mọi người nhanh chóng giúp em với chị nhá. Số 32 có đây không ạ? Không thì em sẽ đếm 5 nhá. Em sẽ đếm 5 mà không thấy chị số 32 gọi điện đến thì em sẽ quay số khác, em hủy đơn số 32 để quay số khác mọi người nhá. Nào, 1 ạ. 2 ạ. 3 4 ạ. 5 không có số 32 đúng không ạ? Em xin phép hủy số 32 mọi người nhá. Bây giờ em sẽ quay số màn tiếp theo dành cơ hội may mắn mua hàng 28k cho một chị tiếp theo đúng không ạ? Rồi ạ, em xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại tiếp theo may mắn mua được set áo ren bên em với giá là 28k là đuôi số điện thoại 11 các chị nhá. Số điện thoại 11 ạ. Em xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại là 11. Nhanh chóng điện thoại cho nhà em theo số điện thoại này để bên em trao thưởng là một set áo ren trị giá là 28.000 một set đúng không ạ? Số 32 em hủy rồi nhá. Số 32 em hủy rồi tại vừa xong là em đếm đúng 5 lần ấy mà các chị không mấy thì em mấy được không ạ? Số
số 11 nha. Ok chị Nguyễn Nga, để em chút xíu em sẽ công bố giá gốc luôn nha chị Nguyễn Nga, để em chút xíu nữa được không ạ? Nào số 11 đâu rồi ạ? Đuôi số điện thoại là 11 đâu rồi? Các chị đang đợi đúng không ạ? Số 11 đâu rồi ạ? Em xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại 11. Chị nào có đuôi số điện thoại 11 thì nhanh chóng điện thoại vào số điện thoại cho em nhanh bây giờ, nhanh chóng được bây giờ đúng không ạ? Số 11 chứ không phải số 87 nhá, chị số 35 đâu ạ? Chị Bình Lê nhá. Số 11 đúng không ạ? Đây là số 11 đang gọi rồi. À, chị ơi số 11 đây nhá. Đấy. Alo. Facebook chị là gì? Bảo Long, xin chúc mừng chị là người may mắn đã mua được cái... Rồi, Bảo Ngọc đúng không ạ? Là người may mắn đã mua được cái set áo ren này với giá 28k chị nhá. Chị chụp lại cho em những cái trang chị chia sẻ và gửi qua inbox của nhà em nhá. Trước khung giờ của nhà em quyết định. Ok, chị cảm ơn chị nhá. Rồi, các chị ơi, số 11 nhà em có người gọi điện rồi nhá. Em sẽ quay thêm một số nữa đúng không ạ? Em sẽ quay thêm một số nữa mọi người nhá. Quay thêm một số nữa, không biết là sẽ vào đuôi số điện thoại dần vào đây ạ. Các chị nhớ là chia sẻ trước cái khung giờ nhà em nhá. Trước cái khung giờ nhà em quy định đúng không ạ? Thì mới mua được áo này với giá là 28k một set đúng không ạ? Nào xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại là số xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại là số 13. Số 13 mọi người nhá, số 13 đâu rồi ạ? Em xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại là số 13, nhanh chóng điện thoại vào cái số điện thoại của bên em để bên em trao thưởng là một set áo ren này trị giá là 28k một set đúng không ạ? Và sau đó thì em sẽ quay ra bán hàng luôn mọi người nhá. Quay trở về cái giá gốc của cái chiếc áo này mọi người nhá. Nào em xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại là số 13 đâu rồi ạ? Số 13 mọi người nhá. Số 13 người gọi điện này mọi người nhá. Số 13 rồi nhá. Xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại là số 13 mọi người nhá. Số 13 lên rồi ạ. Alo. Facebook chị là gì? Facebook chị là gì đấy ạ? Hương Ly đúng không ạ? Ok chị xin chúc mừng chị là người đã may mắn tiếp theo mua được cái set áo ren này nhà em với giá 28.000 nhá. Vâng, bên em sẽ liên hệ với chị trong chiều nay. Cảm ơn chị rồi ạ. Các chị ơi, hôm nay những chị mà may mắn được tặng quà của shop em thì được tặng quà, được bên em tặng quà thì sẽ được nhận là một set áo ren trị giá là 28.000 một set nhá. Còn bây giờ thì em sẽ kết thúc cái chương trình bán hàng 28k một set áo ren này ngay tại đây bây giờ nhá. Các lên bây giờ các chị có thể đừng comment cho bên em 28k một set nữa đúng không ạ? Bây giờ em sẽ quay ra bán hàng luôn và quay trở về cái giá gốc của set áo ren này. Cái mã sản phẩm này của bên em hôm nay muốn giới thiệu với các chị là mã A28 đúng không ạ? Mã sản phẩm bên em là A28 này. Giá gốc bên em hôm nay sẽ là 190.000 một set các chị nhá. 190.000 một set. Bây giờ em sẽ bắt đầu nhận đơn hàng cho chị với mã sản phẩm A28 nhá. Màu hồng nút này, A28 màu nâu này, A28 màu đen, A28 màu be trắng đúng không ạ? Với giá là 190.000 một set. Cả set đang mặc trên người em đây là 190.000 một set đúng không ạ? Bây giờ bắt đầu em sẽ nhận đơn hàng cho chị với mã sản phẩm là A28 190.000. Size sẽ là từ 40 cân cho tới size sẽ là từ 40 cân này cho tới 75 kg. Màu hồng nút này, màu nâu này, màu đen này đúng không ạ? Hồng nút, nâu và đen, có thêm cả màu be trắng nữa. Màu be trắng thì em sẽ là màu này nhá. Đấy, đây là màu be trắng bên em đây. Cứ size từ 40 cân tới 75 kg, bên em có size đúng không ạ? Cứ size từ 40 cân tới 75 kg nhá. Mã sản phẩm là A28. Các chị bắt đầu comment cho bên em theo cú pháp A28 kèm màu, kèm số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em. 190.000 một set luôn, mặc đi chơi Tết thực sự rất là đẹp luôn. Một set bên em sẽ bao gồm 2 áo nhá. 2 áo là 190.000 cả set, rất là rẻ rồi ạ. Không có gì rẻ bằng các chị nhá. Quá rẻ luôn rồi đấy ạ. Chị Lương Ngọc Nguyễn ơi, 55 kg thì chị mặc cho em size L nhá. 190.000 một set luôn. Đây ạ. Chị ơi, bên em đã livestream trực tiếp như này rồi chị nhá. Đây ạ. Một cái set áo ren mà đính ngọc trai như này các chị nghĩ có 190.000 một set mà em có lãi bao nhiêu tiền không ạ? Mọi người thấy không ạ? Rất là đẹp luôn. Và em bán như giá này và em lấy công làm lãi thôi ạ. Những chị nào từng là khách quen của nhà em rồi sẽ biết như nào đúng không ạ? Rồi các chị bắt đầu comment cho nhà em A28 kèm màu kèm số điện thoại của mình đi ạ. Em thấy các chị lên đơn hàng A28 rất là nhiều rồi đấy ạ. 190.000 một set ạ. 190.000 một set luôn các chị nhá. Cả set luôn đang mặc trên người em đây là 190, không bao gồm chân váy là 2 áo. 2 áo sẽ là 190.000. 190.000 một set. Một set hàng 190.000 A28 nha chị nhá. Chị Thương Linh ơi comment cho em mà A28 kèm màu như các chị đọc. Màu đen đây chị nhá. Màu đen thì em có ở đây rồi ạ. Đây màu đen nhà em đây. 190.000 một set mặc đi chơi Tết thực sự là nó rất là đẹp luôn các chị ạ. Các chị ơi nhanh chóng sắm cho mình một set áo ren này trị giá là 190.000 đi ạ. Rất là rẻ và rất là đẹp luôn và mặc đi chơi Tết thì quả thực rất là đẹp luôn trong cái thời tiết bây giờ là quá phù hợp luôn đúng không ạ? Mà năm nay Tết sắp tới rồi là trời không hề lạnh nữa mà trời sẽ chuyển nắng mọi người nhá. Tết năm nay sẽ là rất là nắng và không rét đâu mọi người nhá. Một set bên em sẽ bao gồm là 2 áo chị Huyền Trang nhá. Một set bên em sẽ bao gồm là 2 áo luôn đúng không ạ? Cứ size từ 40 cân tới 75 kg. À, từ
từ 40 đến 80kg thì em có size S, M, L, XL và 3XL đúng không ạ? 59 mặc cho em size XL chị Yến Võ nhá. 53 chị Lê thì Phú mặc cho em size M này. Cứ có mã A28 và số điện thoại là các bạn bên sẽ gọi điện. Em thấy các chị đang lên đơn hàng mã A28 rất là nhiều rồi đúng không ạ? Đây ạ, màu của em xin nhắc lại màu này. Màu nâu đấy là màu nâu này. Màu nâu này. Đây là cái tay áo ấy. Tay áo bên em sẽ có cái chun như này các chị nhá. Tay áo bên em sẽ có chun như này đây ạ. Một set cực kỳ đẹp luôn, chỉ có giá bao nhiêu? 190.000 một set. Các chị nhìn đây, 190.000 một set có đáng đẹp không ạ? Có đáng đồng tiền bát gạo không ạ? Rất là đẹp luôn đúng không ạ? 190.000 một set thôi ạ, màu hồng nút nhá. Và số lượng bên em thì không có nhiều đâu nên chị là muốn mua cái màn hình mua nhanh cho nhà em đúng không ạ? Chị Trang Lâm ơi cho chị xem màu đen nào. Vâng ạ, màu đen nhà em đây nhá chị nhá. Màu đen nhà em đây chị ạ. Màu đen bên em sẽ như này. Đây cho vào đây nó sẽ hơi bị lóa một tí. Nhưng em để xa cho các chị dễ nhìn đây ạ. Một set áo ren màu đen nhà em đây toàn bộ là hàng đính ngọc trai hết đúng không ạ? 190.000 cả set luôn, 190.000 cả set. Mã sản phẩm là A28, mọi người bắt đầu comment cho nhà em nhé. Chị Nhi đây người 70kg mặc cho em size 2XL, comment cho em mã A28 kèm số điện thoại của mình. Thì tất cả các chị đang comment đi ạ. Em không đọc chốt đơn hàng thì các chị vẫn có đơn hàng bình thường, tại vì là em đang quay mấy máy liền ý, nên em không thể đọc được comment tất cả các chị được, nên các chị thông cảm giúp em là cứ để lại cho nhà em cái mã A28 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện đúng không ạ? Em sẽ là nhân viên live cho mọi người giúp em là để lại cho bên em theo cú pháp nhé. A28 số điện thoại của mình, sau là các bạn bên em sẽ gọi điện sau để tư vấn màu, tư vấn size, là sau đó sẽ gửi hàng đi sau đúng không ạ? 190.000 cả set luôn đúng không ạ? 190 cả set đang ở trên người em đây, quá đẹp luôn, quá xuất sắc luôn đúng không ạ? Mặc đi chơi Tết quả thực quá xinh và quá đẹp luôn ấy. Mình mặc cái set này lên thì mình sẽ nổi bật giữa đám đông đúng không ạ? Giữa rất là xinh luôn. Một set bên em sẽ bao gồm là áo hai dây bên trong và cái áo ren đính ngọc trai bên ngoài như này là 190.000, chất liệu ren em thì quá đẹp luôn, vô cùng đẹp đúng không ạ? Chị Bung Lụa ơi, chân váy của em sẽ là 100.000. Chị là muốn mua cả set mà trên người em sẽ là 190 cộng 100.000, cái chân váy này là 100.000 nhá. Hai tầng, chất liệu Umi, 100.000 ạ. Chị Lệ Quyên ơi, chị comment giúp em mã A28 như mọi người đang comment đi ạ. Màu hồng nút này, chỉ có 190.000 thôi, nó không đáng bao nhiêu tiền mọi người ạ. Nhưng mà quan trọng là mình có đồ đẹp để mình mặc. Cái set áo ren này thực sự là nó quá đẹp luôn và quá xuất sắc luôn. Mặc đi chơi Tết thực sự là không còn gì để nói đúng không ạ? Chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi là Tết rồi mọi người, nhanh chóng sắm cho mình một set áo ren này trị giá là 190.000 của shop em ạ. Quá xinh và quá xuất sắc luôn. Size từ 40 cân cho tới 75kg. À 80kg, em nhầm, 40 đến 80kg các chị nhá. Chị ok chị Trê, chị Thơ Hoàn comment giúp em như chị đang comment ạ. 190.000 một set thôi ạ. 60kg mặc cho em size XL nhá. Chị Như Phan ơi cho em 190.000 cả set luôn. Chị comment giúp em như chị Lưu Trần đang comment đi ạ. Chị Giáng Hương lấy đen comment giúp em A28 đen số thoại mình luôn nhá. 190 cả set đang mặc trên người em đây, 190 cả set đây. Màu nâu này, màu be trắng này. Đây em sẽ bỏ cái màu, em sẽ bỏ cái nơ, em bỏ nơ cho chị em ơi. Em ơi, bỏ nơ cho chị. Ship của em sẽ là 20.000 thôi ạ, 20-30.000, bỏ cái nơ cho chị đi. 67kg chị Trâm Nguyễn Thanh mặc cho em size 2XL nhá. Em sẽ bỏ nơ cho chị xem nhá. Em sẽ bỏ nơ một sản phẩm của nhà em cho các chị xem đúng không ạ? Bỏ nơ ra các chị xem nhá, cái nơ này rất là đẹp luôn, sao bỏ lóa nhỉ? Một set áo ren bên em này cực kỳ đẹp luôn, chỉ có 190.000 một set thôi đúng không ạ? 190.000 một set thôi. Chân váy của em sẽ là 100.000 nhá chị nhá, một chân 500.000. Em thấy đơn hàng A28 đang lên đơn rất là nhiều rồi đấy ạ. Các chị có comment mã A28 vào số điện thoại thì các bạn bên em sẽ lên đơn hàng mình đúng không ạ? Em chỉ cần tay cầm cái áo. Đây chị ơi, chân váy nhà em đấy ạ, chân váy nhà em sẽ là chân váy một tầng này, hai tầng bên trong kèm quần chân váy xòe nhá chị nhá. 190.000 một set ạ, các chị comment giúp em theo đúng cú pháp nhé. Em thấy đơn A28 đang lên rất là nhanh rồi, rất là nhiều rồi đúng không ạ? Sơ cao từng chiếc, ok chị ạ. Đây ạ, đây ạ, sẽ như này, đây là màu be trắng nhá, màu be trắng này cực kỳ đẹp luôn các chị ạ. Màu nâu này, be trắng nâu này, màu đen đẹp, màu đen nhà em đây. 190.000 một set áo ren như thế này có đáng tiền không ạ? Cực kỳ đẹp luôn các chị nhá. Chỉ có 190.000 một set thôi, quá đẹp luôn và quá xuất sắc rồi đấy ạ. Chị là muốn mua set áo này mặc đi chơi Tết thì các chị hãy nhanh chóng sắm cho mình một set áo ren này. Trị giá là 190.000 của shop Giáng My nhà em đúng không ạ? Vâng ok chị Nhật Lệ, hôm nay mình không may mắn được em tặng quà thì chị đợi ở ngày mai nhá. Ngày mai thì nhà em sẽ quay số liên tục ấy, thì vào đuôi số điện thoại nào thì chị có thể là may mắn trúng quà nhà em đúng không ạ? Em cảm ơn chị yêu thương người làm em yêu chị. Vâng, em cũng yêu chị nhá. Em cảm ơn chị yêu thương người làm ạ. Chị Thanh Nhi ơi, 190.000 một set luôn. Chân váy của em chỉ có size từ 40 đến 65 thôi. Còn đối với áo này của em thì sẽ có size từ 40 cân tới 80kg đối với set áo ren này em nhá. 190.000 nhá. Chân váy 80kg em không có size chị Lệ Ngọc nhá. Nếu mà size to của chân váy thì nhà em sẽ bán 150. Chị muốn mua thì có thể báo các bạn bên em nhá. Chị Linh Ngọc nhá. Chị Linh Ngọc nhá. Rồi chị Úc Mai lấy thêm chân váy nhờ bà các bạn bên em nhá. 68 mặc cho em size 2XL chị Nguyễn Hải nhá. Comment cho em mã 28 số điện thoại mình luôn nhá. Mua 2 set của em sẽ là 30.000 nhá. 2 set thì là
4 chiếc chỉ ship có 30.000 thôi, nó không đáng bao tiền đâu nhá chị Hà Nguyễn nhá, đúng không ạ? 190.000 một set, 190 một set, các chị comment giúp em theo đúng cú pháp nhá. 190.000 một set luôn, các chị comment giúp em đúng cú pháp. A28 kèm số điện thoại của mình nhá. Em thấy đơn hàng 328 đây đang lên rất là nhiều rồi đấy ạ. Bây giờ cứ có A28 và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện sau, em chỉ là nhân viên lan thôi đúng không ạ? Chị Nhật ký yêu thương ơi, áo đang mặc của em có giá là 190.000 một set nhá chị Nhật ký yêu thương nhá. Chị muốn lấy cái mã này chị comment giúp em mã là A28 nhưng mọi người đang comment đúng không ạ? Không được thì chị nhận lẻ nhá. 190.000 một set là bọn em bán đây là tại vì hàng bên em là hàng toàn bộ hàng cao cấp hết, hàng đính ngọc trai mọi người rất là khó đúng không ạ? Nhập cái hàng này cực kỳ rất là khó luôn, các chị lưu ý giúp em này. Gen sau này còn đính ngọc trai này nữa, có khó làm không ạ? Cực kỳ khó làm đúng mọi người nhá. Hàng bên em là toàn bộ là hàng thiết kế, các chị nhìn này đẹp không ạ? Đính ngọc trai chất liệu gen quá đẹp, sổ xuất sắc luôn đúng không ạ? Chị nào từng là khách quen của nhà em rồi thì đã mua hàng nhà em rồi thì không cần hỏi gì nhiều đúng không ạ? Còn chị nào lần đầu tiên mua hàng của bên em có thể mua thử một sản phẩm thấp nhất để có thể cảm nhận đúng không ạ? 190.000 một set nhá các chị nhá. Chị nhóc lạnh lùng ơi, 190 một set, mã là A28 của quả A28 và số điện thoại thì các bạn bên em sẽ gọi điện đúng không ạ? Của quả A28 và số điện thoại nhá. Chị Phương Thi comment giúp em này, không chân váy, chân váy của em. Các chị ơi, chân váy nhà em đây. Ui loán. Chân váy nhà em sẽ như này nhá. Đây là size S này, còn size XL sẽ to hơn và dài rất là nhiều nhá. Chân váy nhà em sẽ như này đi. Chân váy nhá. Mã là A28, 190.000 một set, các chị comment giúp em nhá. Cứ từ 40 cân tới 65 kg các chị mặc vừa hôm nay đúng không ạ? 40 em nhầm, 40 đến 80 kg, S, M, L, XL và 3XL, áo set áo gen A28 nha em nhé. 190 một set đúng không ạ? Cứ có A28 vào số điện thoại các bạn bên em sẽ gọi điện. Áo này quả thực để mặc đi chơi Tết, thực sự là nó rất là đẹp luôn các chị ạ. Thì rất là đẹp luôn. Em thấy đơn hàng A28 đang lên rất là nhanh và rất là nhiều rồi đấy ạ. Chị Linh Đan đang mặc thử màu đen đi ạ. Vâng ạ, màu đen nhà em đây chị ạ. Màu đen nhà em chị nhá, màu đen nhà em. Lát nữa thì bên em sẽ có up hình trên cái trang nhà em. Mọi người chị nào muốn xem hình của áo này thì có thể lát nữa vào trang nhà em xong sau kết thúc live sẽ up hình luôn mọi người nhá. Đẹp luôn, quá xuất sắc và quá xinh luôn. Giá bên em chỉ có 190.000 một set thôi ạ. 190 một set áo ren như đây ạ. 190.000 một set. Màu hồng nút, màu đen, màu be trắng đúng không ạ? Chị ơi em không bán lẻ, em bán cả set là 190. Chị Hồng Nhung nhé, chị muốn lấy chị comment cho em mã là A28 và số điện thoại của mình luôn nhé chị Hồng Nhung đúng không ạ? Cho chị xem cái áo thun ôm trên giá kia không được không ạ? Áo thun nào? Đây là mã GUCH6 80.000 nhé chị nhá. Áo GUCH6 nhé, em có thể xem lại cái line em 80.000 một chiếc. 80.000 đấy ạ. Cứ có A28 và số điện thoại. Một set cả chân váy luôn là bao nhiêu? Một set thì là 190, cái chân váy là 100.000 thôi, là 290.000 cả set mặc trên người em đúng không ạ? Còn một set áo ren này sẽ có giá là 190.000 cả set nhá. Cứ có A28 và số điện thoại. Em không đọc chốt đơn hàng thì các chị phân cứ đơn hàng bình thường, tại vì là bây giờ nó comment nó trôi rất là nhanh, em sẽ không thể trả lời kịp comment tất cả các chị thông, các chị đọc lên các chị là giúp em thông cảm cho em đúng không ạ? Các chị thông cảm cho nhà em nhá. Thông cảm cho em đúng không ạ? 28k vừa xong là dành cho những chị chúng mini game rồi, những chị Sương Đặng Thị vào hơi muộn chị nhá. Vào hơi muộn đấy ạ. Chị Loan Nguyễn muốn lấy chị comment giúp em như là những chị đang comment được không ạ? Set của bên em là sẽ bao gồm là áo bên trong và áo ren bên ngoài đính ngọc trai. A28 190.000 một set, màu đen này. Chị Giang Lê ơi, một set bên em sẽ bao gồm là hai áo thôi nhá chị Giang Lê nhá. Chị làm một lấy chân váy cộng thêm cho em 100.000 là chân váy nữa. Đây ạ. Set áo ren thì em sẽ như này nhá, cực kỳ đẹp luôn. Đây là chun nhá, cái này chun này. Các chị có thể kéo lên kéo xuống rất là đẹp luôn. Cái chun A28 190.000 một set luôn ạ, một set luôn nhá. Chị Hằng Cẩm ơi, chị mua một cái được không? Chị mua một cái chị comment cho em đi, như chị đang comment đi. 190 một set thôi ạ. 60 kg mặc cho em size XL chị nhá. 60 kg mặc cho em size XL đúng không ạ? Chị Thu Hiền ơi, áo nhũ của em là áo nào chị Thu Hiền nhỉ? Áo nhũ em là áo nào em không hiểu ạ. Chị Phương Thi muốn lấy chị comment cho em mã là A28 như mọi người đang comment đúng không ạ? Màu nâu, màu đen, màu hồng nút, màu be trắng mọi người nhá. Hồng nút, be trắng. Một set bên em thì sẽ là hai áo, một set là một cả set này nằm ở trên người em là 190 ạ. Mã là A28 mọi người comment giúp em đây ạ. A28 rất là xinh luôn ạ. 190.000 một set ạ. 190k một set, cả set luôn là 190.000. Mã sản phẩm bên em sẽ là A28 190.000 một set ạ. S, M, L, XL, 2XL, 3XL chị Nana nhá, chị muốn lấy chị comment giúp em là A28 và kèm theo cái số điện thoại của mình luôn nhá chị Nana đúng không ạ? Chị Mi Vân bây giờ mới vào, 190 một set chị Mi Vân nhá. Cứ có mã A28 thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện sau đúng không ạ? Cứ có mã A28 và các bạn em sẽ gọi điện, em chỉ là nhân viên line, mọi người giúp em là đặt hàng mã này thì comment giúp em theo cú pháp A28 kèm số điện thoại của mình trên cùng một dòng, các bạn bên em sẽ gọi điện đúng không ạ? Cứ size từ 40 cân cho tới 75 kg ạ, 40 tới 75 kg. Màu hồng nút, màu nâu, màu đen, hồng nút này, nâu đen, 190.000 cả set luôn đúng không ạ? Cả set luôn, các chị thấy đẹp không ạ? Nhà em ra toàn mẫu hot và toàn mẫu đẹp mọi người nhá. Bên em thì toàn ra màu đẹp, toàn ra mẫu đẹp và toàn ra, nói chung là giá cả bên em thì là vô cùng đẹp, vô cùng là cạnh tranh luôn. Chị My
90 một set mã là A28 ạ. Một set bên em sẽ bao gồm là hai áo thôi nhé chị Ánh Vũ nhá. Chị Trương Huỳnh một lấy chị comment giúp em mã A28 số điện thoại tất cả mọi người đang comment đi ạ. Màu trắng đây ạ. Màu trắng bên em đây chị nhá. Màu trắng bên em sẽ là màu này đi ạ. Màu be trắng bên em sẽ màu này chị nhá. Đây ạ. Màu be trắng bên em nhá. Đây là màu be trắng nhá. Chị Thanh Ngọc muốn lấy màu be trắng chị comment giúp em mã là A28 luôn chị Thanh Ngọc nhá. Chị Một Thái ơi, một áo bao nhiêu tiền? 190 cả set luôn, comment giúp em A28 được không ạ? Ơi. Em ơi em chờ, em ơi em ơi 190 một set chị nhá. 190 một set đúng không ạ? Chị NG Lan Hoàng ơi, chị muốn lấy chị comment giúp em mã là A28 và số điện thoại của mình, chị cùng một dòng comment giúp em được không ạ? Chị Yến Hải cũng thế nhá, 190 một set. Màu đen của em đây chị nhá, màu đen của nhà em đây chị Huy Thanh Vu đúng không ạ? Cứ có mã A28 và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện các chị sau các chị nhá. Cứ có A28 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện sau đúng không ạ? Một set bên em sẽ bao gồm là hai áo nha chị Thu Vân Cao. Bây giờ chị mới vào đúng không ạ? Một set bên em sẽ bao gồm là hai áo luôn, 190.000 một set ạ. 190 một set nhá. Bị lần nó bị lệch rồi đấy, bị lệch rồi. Chị Trâm My ơi, chị muốn lấy chị comment giúp em như là những chị đang comment mã A28 190.000 đi ạ. Màu hồng nút, màu đen, màu nâu ạ. Hồng nút, nâu đen ạ. Size 40 cân tới 75 kg nhá. Chân váy của em sẽ là 100.000. Chị nào muốn mua chân váy thì comment cho nhà em chân váy giá 100.000. Chân váy một tầng, chất liệu Umi này. Một tầng, hai tầng bên trong kèm quần. Đấy là chân váy của nhà em là 100.000. Đấy ạ, chị là muốn mua chắc chị comment giúp em nhá. Em thấy đơn hàng A28 đang lên rất là nhiều rồi đấy ạ. Từ trước, từ lấy đến giờ là đơn hàng A28 bán rất là nhiều rồi đấy mọi người nhá. Chân váy của em vâng ạ. Chị Nguyễn Tuyết muốn lấy chân váy chị comment giúp em chân váy 100.000 nhá. Và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị Hà Nguyên cũng thế, muốn lấy chân váy comment giúp em chân váy số điện thoại mình luôn được không chị Trần Hà Nguyên nhá. Size bên em sẽ là từ 40 cân cho tới 70-80 kg chị Bình Phạm nhá. 40-80 kg được không ạ? Đọc chốt đơn hàng đâu thì các chị vẫn có đơn hàng bình thường các chị nhá. Không đọc chốt đơn thì các chị vẫn có đơn hàng bình thường đúng không ạ? Cảm ơn chị Ly Nguyễn, chị Ngân Chu chốt hàng tất cả mọi người. Em không đọc chốt đơn hàng thì các chị vẫn có đơn hàng bình thường tại vì là em không thể trả lời kịp comment tất cả các chị đâu ạ. Nên các chị giúp em nhá. Muốn mua cái mã này thì comment giúp em theo đúng cú pháp A28 kèm màu kèm số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em nhá. Đây ạ, mặt sau đây là mặt sau của áo nhá. Đây ạ. Mặt sau của áo sẽ như này mọi người nhá. Đây ạ. Váy 2 tầng này chị Hương Diệu ơi, chị muốn lấy chị comment giúp em như chị đang comment đi ạ. 190 một set ạ. Số em ở ngoài Hà Nội và bên em giao hàng trên toàn quốc nhá. Các chị mua hàng của bên em về các chị không vừa các chị vẫn có thể đổi size nhá. Mua hàng mà không vừa không ưng thì vẫn có thể đổi sản phẩm khác. Miễn là giữ hàng cẩn thận cho nhà em đúng không ạ? 190.000 một set ạ. Màu hồng nút, màu nâu, màu đen, size thứ nhất bên em sẽ là size 3XL chị Sâu La Phương nhá. À chị Hà Đinh nhá. Size thứ nhất bên em sẽ là size 3XL chị Hà Đinh đúng không ạ? Chị Sô La Phương ơi, set chị đang mặc là bao nhiêu? 190 một set ạ. Số lượng bên em thì cái hàng nó rất là khó nhập tại vì là các chị nhìn này. Gen, xong lại còn đính ngọc trai nhảy nữa. Đúng không ạ? Hàng gen còn đính ngọc trai nhảy nữa, chỉ có 190.000 cả set thôi. Các chị thấy rẻ không ạ? Cực kỳ rẻ luôn các chị nhá. Áo lông của nhà em áo lông là cả K1 nhá chị. K1 nhà em vẫn có màu hồng nút. Chị nào muốn mua áo K1 nhà em thì có thể xem lại cái livestream hôm qua của livestream thì nhá. Áo ngọc trai em mang bao nhiêu? 190 chị ạ. 190 chị ạ. Ping pong nhá. Chị comment giúp em đúng không ạ? Đây chị ơi, đứng lên trên này đây ạ. Chân váy của nhà em đây ạ. Chân váy của nhà em chân váy xòe nhá. Chân váy xòe là 100.000. Một tầng, hai tầng bên trong kèm quần. Các chị mua hàng cứ yên tâm đi ạ, không phải lo lắng đâu ạ. Chân váy 100.000 này, 54 kg mặc cho em size L nhá chị Nguyễn Diệu Anh nhá. Chị giơ màu đen em coi với ạ. Vâng ạ. Chị ơi màu đen bị lóa nhỉ? Các chị ơi em giơ màu đen sao bị lóa lên thế mọi người nhỉ? Đen giơ lên cứ bị lóa ạ. Thôi các chị ơi, tí nữa em sẽ up hình trên trang nhé. Lát nữa các bạn kia sẽ up hình đúng không ạ? Up hình trên trang của nhà em các chị xem để cho dễ hơn đúng không ạ? Để hình dung về cái sản phẩm như thế nào mọi người nhé. Đây là em like trực tiếp này rồi đấy ạ. 190.000 một set ạ. Vâng ạ, chị Châu Phương ơi, chị comment như chị đang comment đi ạ. 190.000 một set ạ. Em đừng như thế được không? Đừng như thế đi. Thế rồi nhá. Chị Quỳnh Măn ơi, chị Quỳnh Măn cho chị báo màu đen nhé. Chị comment giúp em mã là A28 số điện thoại mình luôn nhá. Chị Châu Phương lấy màu hồng da size M comment giúp em mã A28 và số điện thoại mình luôn. Như là những chị đang comment đúng không ạ? 190.000 cả set luôn chị nhá. 190 cả set đúng không ạ? Chị ơi, chị comment giúp em mã A28 và số điện thoại của mình nhá. Trên cùng một dòng comment giúp em được không ạ? Chị ơi, bên em bán livestream trực tiếp rồi nên em không dùng dịch vụ đồng kiểm đâu chị Ngân Thúy đây ạ. Chất vải nhà em là như này rồi chị nhá. Đây chất vải nhà em sẽ như này ạ.
Màu trắng bên em có màu trắng nhá, chị Thanh Thảo thì có màu trắng đâu ạ. Đứng gần là cứ bị lóa lóa các chị ạ, đứng gần là cứ bị lóa luôn thì chẳng hiểu sao ấy. Đứng gần thì bị lóa, đứng gần rất là lóa luôn. Áo đen của em 190.000 một set luôn nhá chị Hồng Võ nhá. Chị muốn lấy chị comment giúp em mã 28 và số điện thoại của mình, chị cùng một dòng giúp em đi ạ. Màu trắng bên em có màu be trắng, Thanh Thảo muốn lấy màu trắng chị comment giúp em A28 be trắng số điện thoại mình luôn nhá chị nhá. Chị comment giúp em đi ạ. Có màu trắng nhá chị nhá, có màu trắng. Chị Thanh Thảo ơi, cho chị M. Vâng ạ, chị comment giúp em đi ạ. Chị Sen Lương ơi, chị Sen Lương, chị muốn lấy chị comment giúp em như là các chị đang comment nhá. Chị Quỳnh mắt đơn hàng của chị không có mã A28 nên chị có thể giúp em comment lại cái mã A28 và số điện thoại của mình ạ trên cùng một dòng comment giúp em được không nhá chị. Chị Quỳnh Mon nhá, đơn hàng của chị thì có số điện thoại rồi nhưng mà của chị thì không có mã A28. 190.000 một set luôn đúng không ạ? 190 một set ạ. Cảm ơn chị Bé Út thấy comment của chị rồi nhá. Em không đọc chốt đơn hàng thì các chị vẫn có đơn hàng bình thường. Vừa xong cái mã A28 thì các chị đã lên đơn rất là nhiều rồi đấy ạ. Cứ có mã A28 và số điện thoại nhá. Xem có chị em cho em xem áo có lông ở đằng sau đi. Đây ạ chị, bên sẽ like sau nhá, bên sẽ like sau đúng không ạ? Sẽ like sau nhá. 40 cân tới 80 kg chị Ly Thị Nguyệt nhá. Chị muốn lấy chị comment cho em mã A28 nhưng chị đang comment đi ạ. Chị Thanh Thảo ơi, chị lấy màu trắng chị comment giúp em đi. A28 và số điện thoại mình luôn đi ạ. 44 kg mặc cho em xé chị ạ. Chị Thanh Thảo nhá. Ok, chị Nguyễn Diệu Anh muốn đổi size sang size L đúng không? Ok, cảm ơn chị nhá. Chị nhờ bạn các bạn bên em đúng không ạ? Chị Thanh Thảo comment lại giúp em mã A28 số điện thoại của mình như các chị đang comment đi. Chị comment nhưng mà lại có số điện thoại rồi nhưng mà lại không có mã A28 nên chị giúp em comment lại như chị Thanh Thảo thì đơn hàng của mình đã bị sót đơn đúng không ạ? Chân váy 100.000 đi ạ. Chân váy của em là 100.000 ạ, một tầng, hai tầng bên trong kèm quần nhá. Em mặc gì là em bán đấy luôn nhá. 190.000 rất là rẻ luôn ạ. Cả set luôn nhá. Cho chị xem các màu với ạ. Vâng ạ. 190 chị Du La Nguyễn nhá. 190 một set. Màu nâu này, màu nâu đi ạ. Đây là màu đen nhá. Nâu đen này. Chất vải bên em đây. Ống tay áo bên em sẽ có một cái chun nhá. Mặc rất thoải mái luôn. Chị ơi, chỉ còn hơn 1 tháng thôi là Tết rồi. Các chị ấy nhanh chóng sắm cho mình một set áo ren này, trị giá là 190.000 một set. Chỉ có 190.000 thôi, rất là rẻ luôn, nó không đáng bao tiền cả đúng không ạ? 190.000 mà mình có một cái set áo ren đẹp như này thì các chị có lên mua không ạ? Nó đáng quá lên mua đúng không ạ? Thì sắp Tết đến nơi rồi, chỉ còn hơn 1 tháng thôi là Tết rồi đấy ạ. Đúng rồi, 190.000 thôi, chị Du Lam cái một lấy comment cho em mã A28 số điện thoại mình luôn nhá. Chị Nhung Đinh ơi, ok chị Nhung Đinh, chị có comment cho nhé em A28 đi, các bạn bên em sẽ lên đơn hàng cho mình sau đúng không ạ? Có bán áo lẻ không? Bên bán cả set nhá, cả set 190 đó là hai áo, cả set bên em sẽ là 190.000 cả set luôn, mã là A28 nhá. Mã A28 190.000 một set luôn ạ. Chị nào muốn mua thì comment cho em đây ạ. À nghe em đây, hồng nút đen nâu ạ. Hồng nút đen nâu, chất vải nhà em sẽ là chất vải ren, toàn bộ ren đính ngọc trai hết, các chị có nhìn thấy không ạ? Bên em bán cái giá 190 là bên em đã bán giá chạy số lượng rồi đấy ạ. Chứ không ở đâu bán rẻ bằng nhà em đâu. Các chị cứ thử tự tin tất cả mọi người, bạn không có hàng này để bán đâu, chỉ riêng nhà em bán thôi đúng không ạ? Hàng bên em thì không bao giờ đụng hàng tất cả nhà khác mọi người nhá. Chị Gia Đình ơi, băng chị cai, bảng chị cái. Chị ơi, bên em có tất cả là 3 màu nhá. Màu hồng nút, màu be trắng này, 4 màu hồng nút, be trắng, nâu đen ạ. Đấy, 190.000 một set, chất liệu là chất liệu ren nhá chị Phạm Ngân, chủ thể nhìn đấy ạ, chất liệu ren mà chị. Đây ren nhà em đây. 190.000 một set luôn, các chị comment cho em A28 số điện thoại mình luôn nhá. Còn chị nào muốn mua chân váy có thể comment cho em chân váy nhá. Chân váy của em, chân váy của em thì là 100.000 chân váy đấy. Set của bên em sẽ bao gồm hai áo ạ. Chị Kim Liên Nguyễn ơi, áo đang mặc của em bao nhiêu hả? 190 cả set mà A28, chị comment giúp em nhá. Chị Kim Liên Nguyễn nhá. Chị Ngọc Loan ơi, áo đang mặc của em có giá 190 chị nhá. 190 chị ạ. Áo len thì chị có thể xem lại cái livestream cũ của nhà em nhá, chị Minh An Hiếu đúng không ạ? Có bán áo riêng không? Áo riêng thì em không bán, em bán cả set luôn là 190.000 thôi, nó không đáng bao tiền đâu chị ạ. Thực sự đã không đáng bao tiền đâu ạ. Đối với cái dòng len bên em thì có rất là nhiều len, các chị có thể kích vào cái trang chủ nhà em ấy, có thể xem trong album ảnh nhà em ấy, có rất là nhiều len luôn. Và đối với dòng len bên em thì chỉ có giá là 120.000 thôi đến 130.000 thôi, nó không đáng bao tiền cả. Và nhà em là chuyên bán sỉ, thành ra là cái giá lẻ bên em bán ra rất là rẻ luôn các chị nhá. Mua hàng bên em thì các chị tiết kiệm rất là nhiều chi phí so với khi là các chị đi mua ở ngoài cửa hàng nhá. Tiết kiệm rất là nhiều chi phí luôn đúng không ạ? Bây giờ cứ có mã A28 và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện. Từ đầu chương trình đến giờ là cái mã A28 bên em đã bán được rất là nhiều rồi. Bây giờ là sắp kết thúc chương trình rồi, còn chỉ là muốn chốt nốt cái mã là A28 bên em, thì chị chốt luôn cho nhà em cái mã A28 và để lại cái số điện thoại cho bên em để bên em lên đơn hàng cho các chị đúng không ạ? Đúng rồi, set hai áo 190 đúng rồi luôn nhá chị Đà Lê nhá. Chị comment giúp em ạ. Em không đọc chốt đơn hàng thì chị vẫn có đơn hàng bình thường đúng không ạ? Phí ship của em ở dưới 30.000 thôi ạ. Phí ship mua hai cái hay ba cái cũng chỉ ở dưới 30.000 thôi, đó là phí ship chung rồi đúng không ạ?
65kg chị Thanh Danh ơi, mặc cho em size 65kg mặc cho em size XL chị Thanh Danh nhá. Ống tay áo bên em sẽ có cái chun này đó, chun đây này mọi người, chun này 190 cả set luôn, mặc đi chơi Tết thực sự là rất là đẹp luôn. Lên lên đi bạn, lên thì em sẽ like sau chị nhá. Chị Thanh Vân và ơi, giá A28 bên em có giá 190 một set luôn ạ. Vừa có mã A28 và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện các chị sau nhá. Em chỉ là nhân viên like thôi đúng không ạ? Chân váy của em là chất Umi chị ạ. Chất Umi nhá, chị Trung Ninh nhá. Umi này, một tầng em có mặc cái chân váy rất là nhiều lần rồi, 100.000 chân váy. Còn chân áo của em sẽ là 190 cả set chân váy và áo 290. Còn áo không của em một set này, áo hai dây bên trong và áo ren đính ngọc dài bên ngoài sẽ là 190 một set. 40kg mặc cho em size chị Phạm Ngân nhá. Còn chị Thảo Ly mặc cho em size L nhá. Còn chị Ly Phạm mặc cho em size XL nhá. Chị comment cho em đi ạ. Chị Thủy Vũ ơi mặc cho em size XL Thủy Vũ nhá. Chị comment như là các chị đang comment đi ạ. 190 một set, mã là A28 ạ. Cảm ơn chị Đinh Nghị Vân nhá. Chị Mai Mi Võ này. Set áo ren này của bên em thì sẽ có size từ 40 cân cho tới 80kg này. Và màu bên em sẽ có tất cả là 4 màu. Màu be trắng này, màu nâu này, màu hồng nút này. Màu hồng nút bên em không chấp bán cái ca một màu hồng nút thực sự là quá dã man đấy chị ạ. Đưa men đêm xem. Đây màu đây chị ơi, màu nâu này, màu đen 190.000 một set mã A28 mặc đi chơi Tết thực sự rất là đẹp luôn. Nào bây giờ còn chị là muốn chốt mã A28 190.000 cả set thì cốt luôn cho nhà em A28 đi ạ. 190 cả set, màu nâu, màu đen, màu hồng nút ạ. 54kg chị ở Nam Đi Hoàng mặc cho em size M nhá. Còn chị nào đấy ạ? Bao nhiêu một set vậy? 190 chị ạ. Chị Kim Liên ơi mặc cho em size L chị Kim Liên nhá. Chị Huyền Trần 1m68 mặc cho em size XL đi cho thoải mái đi. Comment cho em A28 số điện thoại mình luôn đi ạ. Cuối của A28 số điện thoại của mình là các bạn nên sẽ lên đơn hàng các chị nhá. Chân váy của em đây. Chị nào muốn mua chân váy thì comment cho em. Chân váy của em là 100.000 nhá. Một tầng, hai tầng bên trong kèm quần. 54 chị Nguyễn Thị Dương mặc cho em size L nha, em vừa trả lời chị xong rồi đấy ạ. Chị ở Lệ Quyên ơi 42kg mặc cho em size S nhá. Chị Trung Ninh ơi chị đứng ra chân váy làm đây, chân váy nhà em đây, một tầng đây, hai tầng bên trong kèm quần nhá. Chân váy 100.000. Size cứ từ 40 cân cho tới 80kg đối với áo, còn đối với chân váy của em size chỉ 40 cân tới 65kg kìa. Áo ngọc trai đính ngọc. Không nhá chị ơi. Chị Kiều Vân ơi, cứ từ 40 cân tới 80kg đi, em đã ghim rất rõ ràng trên bài. Thế ra các chị có hỏi em là 50kg có vừa không, 54kg có vừa không, thật buồn cười thật đấy ạ. Các chị có comment cho em A28 số điện thoại mình đi, các bạn bên em sẽ gọi điện sau cho nó nhanh đúng không ạ? Đây set áo gen A28 nha em, chất liệu vải bên em đây. Chị Candy Tú cảm ơn chị nhá, của chị là thiếu mã A28 rồi, chị comment lại giúp em A28 đi ạ. Có 4 màu ạ, có 3 màu hồng nút, nâu đen, hồng nút đen và be trắng, có thêm màu trắng nữa chị ạ, có thêm màu trắng nữa. Size XL dành cho người từ 60 cân à, từ 59kg cho tới 65kg thôi chị Candy Thú nhá. Chị Kiều Vân mặc cho em size M đi ạ. Chị bé Bông ơi 190 mã 28 nhá. Chị Đào Thị Tuyết Minh ơi màu be đâu? Màu be đây chị ơi. Màu be đi ạ. Chị là muốn mua màu đen, màu be bên em có màu be nhá. Đây màu be nhà em đây, màu be trắng bên em đây. Be trắng bên em như này nhá. Màu be trắng đây. Chị Nguyễn Bích Loan ơi 190.000 một set luôn chị nhá. 190 một set. Các cái màu này ra thực ra nó hơi bị lóa, nó có những hơi bị lóa chị ạ, nó lóa. Chị Vi Ngọc Quyên ơi, chị comment giúp em như là các chị phía trên đang comment giúp em nhá, tại vì em không đọc trước comment đâu ạ. Cứ comment A28 thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện thôi ạ. Chân quay với áo màu hồng ship nhanh giúp em. Ok chị Châu Phương comment giúp em luôn ạ. A28 số điện thoại mình đơn hàng chị đi luôn chiều nay luôn chị Châu Phương. Xem mẫu váy tí. Chân váy bên em đây sẽ là 100.000 hai tầng, một tầng hai tầng bên trong kèm quần nhá chị ạ. Đậu Thị Tuyết Trinh nhá. Cả set bên em sẽ là bao gồm hai áo thôi nhá. Cả set bên em sẽ là một set áo. Áo hai dây bên trong và áo dây bên ngoài 190.000 mã A28. A28 190.000 một set. A mã A28 190 một set. Màu nâu, màu đen, màu be trắng. Chị Ruby Hoàng, cảm ơn chị Ruby Hoàng, chị Mập Đinh, chị Minh Hoàng, chị Lê Nguyệt Trần, chị Nguyễn Thị Dương chốt hàng tất cả mọi người, chị Phạm Linh chốt hàng tất cả mọi người. Em thấy cái mã 28 vừa xong mà chốt màu hồng nút quá nhiều rồi, lâu chương trình rồi luôn. Cảm ơn chị Phạm Ngân nhá. Chị Thanh Danh Nguyễn ơi, A28 70kg mặc cho em size 2XL cho chị comment giúp em mã A28 và số điện thoại của mình như các chị đang comment giúp em nhá. Thì bên em sẽ có các bạn gọi điện cho mình để gọi điện cho đơn hàng các chị nhá. 190.000 một set luôn đúng không ạ? Đây ạ. Bỏ áo ra sẽ như này nhá chị nhá. Như thế. 190.000 một set luôn chị Thủy Vũ nhá. 190 một set. Chị Trọng Nhàn Nguyễn ơi bao nhiêu một áo? 190 một set chị ạ. Đây ạ, màu be trắng này, màu be trắng nhá. Màu đen này, màu nâu này, 190 một set luôn. Sắp
chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là Tết rồi. Mọi người nhanh chóng sắm cho mình một set áo ren này, trị giá bên em chỉ có 190.000 thôi. Một set rất là rẻ các chị ạ, nó không đáng bao tiền cả. Nhưng mà cái áo này thực sự là rất là cần thiết khi mà các chị mix với các cái đồ. Bên em mới về một cái mã mới, là cái mã chân váy thun sữa, chị có thể xem bên trang. Kết hợp với cái áo này cũng rất là xinh luôn, cực kỳ xinh luôn. Hoặc riêng set này các chị có thể mặc cái váy chân váy này, mix với chân váy này, chân váy xòe, chân váy ôm này, chân váy da, chân váy maxi này, cũng đều này cực ok hết nhá. Hoặc là kết hợp với quần jean này cũng đều là ok hết. Cái set áo ren này em mặc quá thông dụng luôn. Các chị mix với cái đồ gì cũng được, quá đơn giản luôn mọi người nhá. Chị Hải Yến ơi, mặc thử màu khác đi. Em rất là ngại mặc thử luôn. Đây màu đen trắng nha em sẽ như này. Còn màu đen thì em sẽ đây. Còn đây là màu nâu sẽ như này nhá. Màu nâu đây. Còn chất vải nhà em đây. A28 190.000 một set thôi đúng không ạ? Chị Nguyễn Thị Tuyết ơi, chân váy của em là chân váy xòe đúng rồi. Chân váy xòe bên đây là 100.000 thôi nhá chị nhá. Cứ có A28 và số điện thoại thôi. Em thấy đơn hàng A28 đang lên rất là nhanh rồi ạ. Mọi người cứ comment A28 thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện. Em sẽ không đọc chốt comment đâu ạ. Đào Tuyết Minh ơi, chị comment chị 53kg mặc cho em size M nhá. Chị muốn lấy chị comment giúp em, như là những chị đang comment đúng không ạ? Chất liệu vải bên em này, chất liệu ren chị ạ. Chất liệu ren. Mã sản phẩm bên em là A28 190.000 một set, 190 một set. Chị Trâm Mimi đúng rồi, chính rồi, chính xác luôn. Là một set 2 áo là 190 chị ạ. Chị comment giúp em A28 số điện thoại mình đi ạ. Cái màu hồng này thực sự là quá hiếm luôn mọi người ạ. Chỉ có nhà em mới có thôi. Cái thứ hai nữa, cái điều đặc biệt ở cái áo này nữa, đó là các chị được biết không ạ? Nó đã là chất ren xịn, đẹp rất là đẹp đúng không ạ? Ren rất là mềm đúng không ạ? Nhưng mà còn có một thêm rất đặc biệt, đó là có đính ngọc trai các chị nhá. Có đính ngọc trai, thành ra là cái áo thành ra mặc lên rất là sang luôn đúng không ạ? Cái cổ, riêng cổ này các chị có thể kết hợp cổ này mọi người có thể tháo ra và thắt lên thắt nơ như em này. Có thể là thắt sang bên trái này, thắt sang bên phải cũng đều ok hết. Đâu đây nhỉ, thắt bên phải như này. Đấy. Còn bên này này, thắt được các phía được luôn. Thắt bên trái, bên phải, các phía được luôn các chị nhá. Cứ A28 và số điện thoại thôi là các bạn bên sẽ lên đơn hàng và không cần hỏi gì nhiều nhá. Cho nó nhanh, mua hàng cho nhanh đúng không ạ? Các bạn bên em sẽ gọi điện sau cho nó nhanh. Em mua hàng nhanh chóng làm cứ mã và sản phẩm thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện sau cho nó nhanh đúng không ạ? Từ 40 cân cho tới 70-80kg nhá chị Thanh Thảo nhá. 40-80kg chị nhá. Chị comment giúp em A28 như mọi người đang comment đi. Chị Thu Nguyễn và chị Lê Hải Yến, chị Kenny Nguyễn đang comment đi ạ. Mua một cái được nha chị Đa Lê nhá. A28 190 chị comment giúp em 190 đi ạ. Chân váy của em sẽ là 100.000. Chị nào muốn mua chân váy của em mặc trên người em thì có bên em sẽ có giá là 100.000 chân váy nhá. Đây là chân váy 100.000 đây. Chân váy 2 tầng nhá. 1 tầng, 2 tầng bên trong kèm quần là một chân váy 100.000, chất liệu Umi. Cảm ơn chị Nguyễn Tuyết Thành nhá. Ship COD, ship hàng toàn quốc nha chị Nhiên Phan nhá. Bên em thì ship hàng trên toàn quốc luôn đúng không ạ? Màu hồng nút này, màu nâu này. Hồng nút nâu này. Đen và be trắng. Đấy, cứ có mã và mã 28 và số điện thoại các bạn bên em đâu ạ, sẽ gọi điện. Em cũng chỉ là nhân viên live stream shop thôi. Em là nhân viên live stream ấy. Nên mọi người muốn mua cái máy cứ để lại cho em A28 số điện thoại thôi. Em vẫn nhìn thấy comment của tất cả mọi người đấy ạ, nhưng chẳng qua là comment nó trôi quá nhanh, em không thể đọc được comment tất cả các chị đâu ạ. Cứ có mã A28 và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện cho nó nhanh đúng không ạ? Size 40 cân tới 80kg, màu thì đây rồi, đây màu thì rất rõ ràng đây rồi. Màu nâu, màu đen, màu be trắng đây, màu hồng nút đây rồi. Cứ A28 và số điện thoại cho các bạn bên sẽ đơn hàng nhá. 190.000 cả set luôn chị Ngân Ninh Phan nhá. 190 cả set luôn đúng không ạ? Chân váy bên em thì nếu mà chị lấy size to hơn, chân váy của em 100.000 thì chỉ có size từ 40 đến 65 thôi. Nhưng mà chị nào mà từ 66 cân đến 85kg thì chân váy của em sẽ tăng lên 50.000 nữa. Đó là 150, vì hàng này là hàng size to đó chị nhá. Hàng đó là hàng size to đấy ạ. Chị Đào Tuyết Hạnh muốn lấy chị comment giúp em đi, A28 và số điện thoại của mình đi ạ. 190.000 một set luôn đúng không ạ? Một set 190. Mã sản phẩm bên em sẽ là A28 nhá. 190 một set chị mã A28 chị ơi comment giúp em luôn đúng không ạ? Chị Nhiên Phan ship Sài Gòn của em 30.000 đúng không ạ? Một set nào chỉ có 3 một set áo ren như này mà em bán chỉ 190.000 thôi. Nó quá là rẻ luôn nhá. S nhá chị Thanh Thảo nhá, S đúng không ạ? Cho em xem áo lông xanh lông trắng, em sẽ like sau cái mã đấy, mã mới nha, em về em sẽ like sau chị Biến Pin Bướng nhá. Sắp đến Tết rồi ạ, sắp đến Tết rồi mọi người nhá. Mã 28 190.000 một set luôn. Cứ có mã 28 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện sau. Em chỉ là nhân viên live thôi, cho nó nhanh đúng không ạ? Cứ size từ 40 cân này tới cho tới 80kg. Size từ 40 cân tới 80kg. Đây áo 2 dây bên trong màu hồng nút này. Áo này cũng là hồng nút luôn. 190.000 một set luôn. Các chị có thể đừng hỏi em là 50kg có mặc vừa.
vừa không? Tại vì em đã ghi rất rõ ràng trên bài viết đó là từ 40 cân cho tới 80 kg rồi. Các chị nhá, các chị giúp em là muốn mua cái mã này. Các chị comment cho nhà em mã 28 và số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em nhá. Nguyên áo của em sẽ là hai áo là 190 chị Mel Moon nhá. Cho chị mua cái sau lưng em đây ạ. Chị comment giúp em mã 28 số điện thoại của mình luôn như là các chị đang comment đúng không ạ? 190.000 một set. Còn chị nào muốn mua chân váy không thì chân váy 100.000 đấy. Em có thể giúp chị ấy không? Em ơi. Chị Hoàng Thị Nhài ơi, một set của em là hai áo luôn chị nhá. Một set bên em sẽ là hai áo luôn đúng không ạ? A28 190.000 một set ạ. Chị Hoàng Thị Nhài ơi, một set bên em sẽ bao gồm là hai áo 190.000 một set đấy ạ. Chị ơi, mỗi áo của em thì là sẽ là một set là hai áo luôn đấy chị. Nhà em không bán lẻ áo hay dây riêng đâu ạ. Nhà em bán một set luôn chị nhá, 190.000 một set đấy ạ. Bán áo lẻ không, bên không bán ạ. 190.000 một set thôi ạ. A28 mã A28 này. Chị Trang bè muốn lấy comment giúp em luôn đi ạ. Bây giờ em đã không đọc chốt comment đâu ạ, vì comment là trôi rất là nhanh luôn. Nên các chị muốn mua cái mã này thì comment giúp em mã là A28 và số điện thoại của mình nhá. Trên cùng một dòng comment giúp em đúng không ạ? Áo này mặc đi chơi Tết thực sự là quả thực quá đẹp, quá xuất sắc luôn đấy ạ. Mà đi chơi Tết rất là đẹp luôn. 190 thì Thanh Xoan nhá. Chị Đa Lê 190 size từ 40 cân tới 80 kg ạ. Size bên em sẽ là từ 40 cân tới 80 kg đúng không ạ? Đã chất liệu vải bên em sẽ như này đấy ạ. Gen là có đính ngọc trai nhà, các chị thấy đẹp không ạ? Thực sự rất là đẹp luôn. Nhà em ra mẫu nào chạy mẫu đó đúng không ạ? Bên em ra mẫu nào chạy mẫu đó chị nhá. Bên em thì ship hàng trên toàn quốc chị ạ. Bên em ship hàng trên toàn quốc chị nhá. Một set bên em sẽ bao gồm là hai áo luôn đấy ạ. 190.000 một set. Đây ạ chị ơi, như này em sẽ cho số chị xem nhá. Một set bên em sẽ bao gồm là hai áo chị nhá. Bao nhiêu tiền một áo? 190 một set chị Đà Lê ạ. Em trả lời rất là nhiều rồi đấy ạ. Lần thứ mấy rồi đấy ạ? Đây là một cái chun đấy chị này. Cái chun này 190 một set luôn. Bây giờ còn chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho em mã 28 luôn á. Đầu chương trình bé em có chốt cái mã 28 thực sự rất là nhiều rồi đấy ạ. Các chị lên đơn A28 quá là nhiều luôn rồi đấy ạ. 190 một set chị Thanh Huyền Hồ nhá. Chị là muốn mua chân váy của em thì có thể comment chân váy. Chân váy của em sẽ có giá là 100.000 nhá. Chân váy của em sẽ có giá là 100.000 đấy ạ. Đá đính hay là đá dính vậy? Đá của em thì em không biết là đính hay dính. Đá này người ta may vào á chị ạ. Người ta cũng như là người ta may vào ấy, không phải là đính đâu, đây là may vào nên nó chắc chắc. Đây là giữa các cái nút này thì sẽ có một cái chỉ mọi người này. Nó rất là chắc luôn, đây này. Nó không hề bị rơi, không hề tụt luôn, đây này. Nó có kiểu cái đá này nó kiểu như là cái cúc áo ấy mọi người nhá, như kiểu cúc áo ấy, các chị khâu vào đấy nó như thế, nó rất là chắc luôn. Cực kỳ chắc luôn, đá chất liệu gen đấy. Cứ có A28 và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện nhá. 190.000 một set cho nó nhanh. Các chị mua hàng thì các chị mua hàng nhanh chóng giúp em nhá. Để lại cho em thủ tục pháp và không cần hỏi gì nhiều đâu ạ. Bên em sẽ có người gọi điện sau đúng không ạ? Cho chị xem áo màu đen ạ. Vâng ạ. Màu đen của chị đây chị nhá. Màu đen của nhà em đây ạ. Đây. Đây là cái nơ nhá. Cái nơ này. Chị cái nơ của áo đây. Rất là xinh luôn. 190.000 một set, các chị có thể tắt nhá. Tắt nơ này, tắt nơ trái này, sang phải này, ở giữa nhá. Riêng cái nơ này các chị có thể cắt sang trái, sang phải, đây là như sang phải như này. Rất là đẹp luôn á chị ạ. Có thể rất là đẹp, mọi người có thể mix rất là đẹp, là mix với chân váy này, quần jean này. Đồ nào cũng rất là ok luôn, mà bên em bán chỉ có 190.000 một set thôi. Size cũng từ 40 cân cho tới 80 kg ạ. Các chị cứ để lại mã 28 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện cho nó nhanh nhá. Cho nó nhanh luôn đúng không ạ? Cho chị coi màu đen với, vâng ạ. Màu đen của bên em đây nhá chị nhá. Màu đen của nhà em đây ạ. Màu đen thì dơ gần nó sẽ hơi bị lóa đấy ạ. Màu đen thì dơ gần nó sẽ rất là lóa luôn. Em phải để xa nhá. Màu nâu đây, màu đen, màu hồng nốt đây. Vừa xong là các chị lên cái mã A28 này rất là nhiều đường chỉnh rồi, quá nhiều rồi. 47 chị Đa Lê nhá, 47 ạ. Chị Thanh Xuân ơi, chị để lại cho nhà em cái mã A28. Đơn hàng của chị thì có mã rồi, em có số điện thoại rồi. Nhưng mà của chị lại không để lại cho nhà em cái mã. Chị có thể giúp em comment lại cái mã đúng không ạ? Mã A28 và kèm theo cái số điện thoại của mình được không nhá chị nhá. 190.000 một set luôn ạ, chị Vi Nguyễn nhá. 190 một set ạ. Chị hỏi em cái gì nhá? Chân váy của em 100.000 ạ. Chị muốn mua chân váy thì comment giúp em chân váy của em sẽ là 100.000 chị ạ. Chị Annie ơi, chị comment giúp em A28 nhưng mọi người đang comment đớp và hỏi em nhiều đúng không ạ? Size 40 cân tới 80 kg em đã ghi rất rõ ràng trên bài viết rồi. Size từ 40 cân tới 80 kg chị Khương Huỳnh nhá. 190.000 một set luôn ạ. Mã là A28 kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá các chị nhá. Màu hồng nút. Chị Vi Nguyễn ơi, 190.000 một set luôn. Chân váy của em thì size to từ 66 cân đến 85 kg thì các chị sẽ tăng 50.000 cho nhà em vì đây là hàng size to. Còn hàng size nhỏ của em thì chỉ là vẫn là 100.000 thôi. Hàng size
nhỏ chân váy của nhà em 100.000, còn cái hàng size to của nhà em chân váy sẽ là 150 nhỉ, đó là hàng size to đúng không ạ? Chị Khang Lê 190.000 một set ạ. Chị Tuyến Candy ơi 190 một set ạ. Chị Đa Lê 53 mặc cho em size M nhá. Chị Hương Mai ơi, dạ, chân váy với em size to đến 85kg cũng có, nhưng mà riêng dòng size to từ 66 cân này cho tới 80kg thì các chị thêm tiền cho nhà em là 150 đối với chân váy hàng size to nhá. Chị Lê Thế Đức ơi, mua 2 set của em, của chị thì ship chỉ có 30.000 thôi, chị mua 2 set cũng chỉ ship 30.000 thôi nhá. Chị Lê Thế Đức nhá, cho chị coi váy em mặc vâng ạ. Chân váy em mặc của nhà em đây ạ, là 100.000 ạ, size 40-65kg đây ạ. Chân váy 2 tầng, 1 tầng, 2 tầng bên trong kèm quần nhá. 190 cả set này, áo không của em 190 đấy chị, là 2 áo luôn đấy. Một set của em sẽ là 2 áo chị nhá, chị Khang Lê nhá. Một set là sẽ là 2 áo luôn. Chị Nguyễn Thị Dương ơi, A28 màu đen kèm chân váy nhá. Ok, chị comment giúp em A28 như mọi người đang comment giúp em nhá. Em không đọc chốt đơn hàng thì các chị phân qua đơn hàng bình thường cho nó nhanh đúng không ạ? Tại vì em đang bị đau họng ấy. Hôm nay em định không like đâu, nhưng mà thôi vẫn phải like đấy ạ. Mọi người giúp em comment thành đúng cú pháp nhá. A28 và số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em được không ạ? Chị Hương Huỳnh 40-80 này. Mua hai cái của em thì tiền ship cũng là 30.000 thôi nhá chị Nguyễn Thái nhá. Mua hai cái thì tiền ship cũng là 30.000 thôi chị ạ. Nó không đáng bao tiền đâu ạ. Miễn là mình có quần áo đẹp để mình mặc đúng không? Để mặc lên trên Tết đúng không ạ? Chị Bé Út muốn mua một set và thêm một áo nữa được không chị? Em mua được chị nhá. Chị comment cho em 28 đi ạ. Và số điện thoại của mình luôn đó chị nhá. Màu hồng nút, màu nâu, hồng nút, đen, be trắng này. Hồng nút này, be trắng này, đen này. Màu nâu này đúng không ạ? 190.000 một set luôn. Một set là hai áo đây. Áo hai dây bên trong và áo ren bên ngoài. Và ren bên em toàn bộ là ren đính ngọc trai hết các chị này. Đây là có một cái chun nhá, một cái chun đây. 190.000 một set. Bây giờ cứ có mã A28 và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện để em đỡ phải trả lời nhiều. Em đang bị đau họng nhá. Em bị viêm họng nhá, đau họng nhá. Các chị cứ comment cho nhé em theo đúng cú pháp nhá. A28 và số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em đúng không ạ? Số em ở ngoài Hà Nội và số em giao hàng trên toàn quốc thì Trâm Vũ nhá. Chị Bình Bướng Bình Sa Lô ơi, áo chị đang mặc bao nhiêu tiền vậy? 190 một set chị ạ. Chị Khang Lê ơi, set 2 áo 190 một set. Sao nhiều chị hỏi em nhỉ? Các chị ơi cứ comment, bây giờ là comment nó trôi nhanh ấy. Và rất nhiều chị hỏi em ấy, nên bây giờ em không thể trả lời kịp được đâu ạ. Nên các chị cứ để lại cho nhà em theo cú pháp là A28 và số điện thoại của mình thôi. Là các bạn bên em sẽ gọi điện như là các chị đang comment bên máy giữa của em đúng không ạ? Cho nó nhanh đúng không ạ? Sao em ở ngoài Hà Nội và bên em giao hàng trên toàn quốc chị nhá. 56kg thì chị Bướng Bình Sa Lô mặc cho em size L chị ạ. Sao em ở ngoài Hà Nội chị Tuyến Bị Candy nhá. Chị đứng ra chân váy với các bạn, chân váy của em đây ạ. 1 tầng, 2 tầng bên trong kèm quần, chân váy là 100.000. Đối với size từ 40 cân tới 65. Còn riêng với cái loại chân váy size to hơn là từ 66, từ 85kg thì bên em sẽ tăng lên 150. Đó là hàng size to nhá. Đó chị Hương Mai, chị Động Vun này, chị Nguyễn Vũ Cần này, chị Đại Lê, chốt hàng tất cả mọi người. Cho em một áo chị Trâm Vũ ơi, chị comment như là chị Trần Ánh Hồng đang comment giúp em nhá. 190 một set. Đang mặc trên người em đây hiện tại là màu hồng nút nhá. Hồng nút này, màu đen này. Màu be trắng đây, màu be trắng rất là đẹp, màu be trắng cũng rất là đẹp luôn đây ạ. Be trắng. Màu đen đây. Cứ có mã A28 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện nhá. Bên em ship hàng trên toàn quốc chị nhá. Bên đã livestream trực tiếp rồi nhá chị nhá. Thì bên em không sử dụng thủ đồng kiểm đâu ạ. Trường hợp các chị mua về mà không ưng, không vừa, các chị có thể đổi sang sản phẩm khác cho bên em này. Đó là cái chính sách mua hàng bên em đó. Các chị mua hàng về các chị mà không vừa, không ưng, các chị có thể đổi sản phẩm khác, đổi size khác rất là thoải mái luôn. Không như là các shop khác là mua hàng không đổi hàng, nhưng shop em là mua hàng có chính sách là mua hàng và hỗ trợ khách. Bây giờ mình không mặc vừa thì phải đổi được đổi đúng không ạ? Như em mua quần áo không thế, em không mặc vừa thì em vẫn phải đổi size đúng không ạ? Chị lấy cho em chân váy size nhất size S. Ok, chị Lê thì Đức comment cho em mã là A28 số điện thoại mình luôn. Hoặc chị comment cho em là chân váy số điện thoại mình nhá. Em xin nhắc lại tất cả những chị báo sau là bên em hôm nay sẽ sale set áo này với giá là 190.000. Mã sản phẩm là A28, 190.000 một set luôn, bao gồm là hai áo, đó là áo hai dây bên trong và áo ren bên ngoài, cả set là 190. Đối với cái nơ bên em thì các chị có thể thắt nơ như sau này. Một là các chị thắt nơ ở giữa, hai là các chị thắt nơ bên phải này, như này đúng không ạ? Ba là các chị có thể thắt ra bên trái như này, đó là rất là nhiều kiểu thắt nơ luôn. Và riêng với cái set áo ren của nhà em này rất là hot như này thì các chị có thể mix với rất là nhiều đồ luôn. Các chị có kết hợp với cái chân váy ôm, chân váy xòe, chân váy maxi này, chân váy da này, quần jean này, kết hợp bất kỳ cái sản phẩm gì cũng đều là ok hết. Tại vì cái hàng này của em là hàng rất là thông dụng luôn đúng không ạ? Rất là đẹp luôn, chỉ có 190.000 một set. Màu hồng nút như này đây, màu hồng nút các chị thì hồng nút rất là đẹp luôn đúng không ạ? 190 một set, mã 28 mọi người nhá. Cảm ơn tất cả các chị đang lên đơn hàng A28 rất là nhiều rồi ạ. Em sẽ không đọc chốt comment đâu nên các chị vẫn có đơn hàng bình thường đúng không ạ? Chị Khang Lê ơi, bên Lức Long An của bên của chị thì tiền ship chỉ có 30.000 thôi nhá. Từ Hà Nội này vào Long An chỉ có tiền ship 30.000 thôi chị Khang Lê nhá.
Em không đọc trước đơn hàng thì các chị vẫn có đơn hàng bình thường á chị nhá. Chị Đào xin tin muốn đấy chị comment giúp. Cảm ơn chị Đào xin tin của đơn hàng rồi đấy ạ. Cảm ơn chị Vũ Thị Cần mã 28 nhá. Mua áo được không em? Chị ơi bên em có bán áo luôn nhá. Chị Thanh Trần ơi, bên em đã live stream trực tiếp này rồi chị nhá. Chị trường hợp chị mua về chị mà không thấy ưng hoặc là không vừa thì bên em vẫn cho chị đổi màu đổi size ấy. Chị Thanh Trần yên tâm đúng không ạ? Khi mua hàng bên em nha, bên em mua hàng rất thoải mái luôn đúng không ạ? Rất thoải mái luôn ạ. 190.000 một set luôn ạ. Bên em bán hàng rất là uy tín luôn các chị nhá. Bên tôi em bán hàng rất là uy tín luôn. Không ưng không vừa được đổi sản phẩm khác đúng không ạ? Không ưng các chị vẫn có thể đổi sản phẩm khác, có phải là không đổi đâu đúng không ạ? Bên em chính sách bán hàng là hỗ trợ khách hết mức tối đa có thể luôn, nên cái lượng khách mua hàng bên em thực sự là rất là đông rồi. Và ngày trước cũng thế. Bên em thì cái khối lượng, cái số lượng mà khách quen cũng rất là nhiều, cũng rất là đông rồi. Các chị mua hàng và các chị đặt và đã có phản hồi rất là tốt luôn. Chị nào muốn mua tất cả những cái phản hồi của khách về shop em thì mọi người có thể vào cái album ảnh của bên em ấy. Thì bên em có up những cái phản hồi của khách và cái hình thật của sản phẩm lên đấy rồi, thì mọi người có thể xem trên cái livestream của em nhá. Bên shop Giáng My bên em buôn bán rất là uy tín luôn, mọi người cứ yên tâm và đặt niềm tin khi mua hàng của bên em đúng không ạ? Không ưng các chị vẫn có thể đổi sang sản phẩm khác đúng không ạ? 190 một set các chị nhá. 190 một set, bên em bán số lượng nhá các chị nhá. Đây ạ, chất vải nhà em, đây là chất vải ren. Và sẽ là đính ngọc trai như này nhá. Đấy ạ, 190.000 một set luôn ạ. 190 một set chị Huyền Candy này. Chị Kim Phong Trần 190 một set này chị này, hồng nút rất là đẹp và rất là sang luôn. Đầu chương trình thì em có chốt cái mã A28 này thực sự là rất rất là nhiều rồi. Và bây giờ là sắp cuối chương trình rồi, em đã like là bây giờ đã là hơn 1 tiếng đồng hồ rồi nhá chị nhá. Bây giờ đã like là hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đấy ạ. Size bên em từ 40 cân tới 80 kg, chị Nguyễn Thị Thùy Dung nhá. Còn chị nào muốn mua cái chân váy ấy, chị có thể comment cho nhà em là chân váy của em có giá là 100.000. Đây ạ, chân váy của em sẽ có giá là 100.000. Em sẽ qua mã khác sau chị Đào Thuyết Minh nhá. Lát là em sale cho chị cái mã là Gucci H6 cho nó hết hàng đi. Cái hàng Gucci H6 của em thì đang sale với giá 80.000 một chiếc. Áo Gucci H6 là em sẽ qua cho chị cái mã này thôi mọi người nhá. Còn những cái mã mới thì em sẽ like sau trong cái live tin tiếp theo của nhà em đúng không ạ? Chị Kim Phong Trần ơi, 190.000 một set ạ. Áo không của em sẽ là 190 cả set, là hai áo luôn đấy chị Nguyễn Thị Quyên nhá. Cứ có mã A28 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện cho nhanh đúng không ạ? Cứ có mã A28, set áo ren này mặc đi chơi Tết thôi, thực sự là quả thực là quá đẹp và quá xuất sắc rồi. Và đầu chương trình thì nhà em có lên cái mã này rất rất là nhiều rồi, các chị đặt hàng đơn này và lên cái mã này rất rất là nhiều rồi đấy ạ. Và bây giờ là những chị vào sau thì em sẽ xin nhắc lại một lần nữa đúng không ạ? Chị Đà Lê ơi, nếu chị không vừa thì chị có thể đổi gửi hàng cho shop em nhá. Đúng không ạ? Lúc đó thì em sẽ nhắn cho chị địa chỉ sau chị Đà Lê đúng không ạ? Chị Văn Lê, chị lấy hai set hồng, chị comment giúp em mã 28 và số điện thoại của mình nhá. Chị cùng một dòng comment giúp em đúng không ạ? Chị An An 190 một set mã 28 đúng không ạ? Cũng có mã 28 và số điện thoại này, các bạn bên em sẽ gọi điện cho các chị sau nhá. Chị Vui Cò, thấy comment của chị Vui Cò rồi ạ. Chị Văn Hồ ơi, chị comment của chị là hai set hồng, chị comment lại giúp em nhé, như là những chị đang comment phía trên nhé. A28 số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em thì các bạn bên em mới liên hệ hàng được đấy ạ. Chị comment mà cho chị cái mã đang mặc mà có số điện thoại rồi nhưng mà lại không để lại cái mã cho nhà em thì đơn hàng nó sẽ không lên đơn hàng được. Đấy, bên em thường thường là lọc theo một phần mềm ấy, nó sẽ ra một loạt cái mã là A28, sau đó nó sẽ ra một loạt số điện thoại, sau bên em sẽ gọi điện chốt đúng không ạ? Áo này thì thực sự mặc đi chơi Tết thôi, thực sự rất là đẹp luôn. Chị Tương Lượm ơi, lấy mã A28 be trắng 70 kg, chị comment giúp em luôn đi ạ. A28 và số điện thoại của mình luôn giúp em nhé chị Lương Lượm nhé. A28 be trắng của chị đây. Đây là màu đen đấy ạ. Đen, màu nâu, đính ngọc trai 73 mặc cho em size 2XL chị Sophie nhé. Chị muốn lấy chị comment giúp em mã là A28 số điện thoại mình luôn, chị cùng một dòng giúp em đi là các chị đang comment phía trên đúng không ạ? Chị Voi Cò, thấy comment của chị rồi đấy ạ. Chất liệu ren nhà em đây, toàn bộ hàng ren nhà em là ren. Đây ạ các chị nhìn nhá. Cái hạt ngọc trai của nhà em này nó sẽ như là một cái cúc áo mọi người nhá. Nó sẽ như là một cái cúc áo các chị khâu vào ấy. Đấy, nó sẽ như thế. Chứ không phải nó đính vào đâu, nên thành ra cái này rất là chắc luôn các chị nhá. Đây này. Các chị nhìn thấy chưa? Đấy. Nó không phải là đính hàng đính đâu mà đây là hàng khâu và theo lại nhá. Nên không hề bị rơi một tí nào đâu, các chị cứ yên tâm. 190.000 một set thôi, cứ có mã 28 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ lên đơn hàng. 63 mặc cho em size XL chị Na Lan Nguyễn nhá. 63 mặc cho em size XL. Chị comment giúp em mã 28. Lát nữa em sẽ up cái hình thật của sản phẩm này lên trên cho mọi người xem nhá, đúng không ạ? Cho các chị dễ hình dung ra cái sản phẩm này như thế nào đúng không ạ? 190.000 nhá chị Phương Phan, 190 một set luôn ạ. Bán áo lẻ không? Áo lẻ bên em thì bên em bán cả set luôn này ạ. Cả set là sẽ là 190 chị Anna nhá. Đầu chương trình em thấy các chị lên đơn hàng cái mã 28 rất là nhiều rồi. Bây giờ còn chị nào muốn cho nốt cái mã 28 nữa không ạ? Giơ màu trắng chị xem với ạ. Vâng ạ, chị Lê thì được đất đây ạ. Cứ có mã 28 và số điện thoại thôi là các bạn em sẽ gọi điện các chị nhá. Đây là màu đen này. Màu đen, đây là màu nâu này.
đâu ạ. Cứ có 328 và số điện thoại là các bạn em sẽ gọi điện đây ạ. Chân vải nhà em đây, các chị thấy đẹp không ạ? Quá xuất sắc luôn, 190.000 một set, rất là đẹp luôn. Mã sản phẩm bên em là A28 ạ. Các chị đã đang để lại cho nhà em A28 rồi, em sẽ không đọc chốt comment đâu, thì các chị vẫn có đơn hàng bình thường cho chị nhá. Để em đỡ phải nói đang bị đau họng ấy. Chị Nguyễn Thái ơi, các chị comment một lần thôi, đừng comment hai lần sẽ bị trùng đơn hàng đấy ạ. Chị Nguyễn Thái ơi, cho chị một set thêm với một áo len nữa, lấy áo dây thì bao nhiêu tiền? Áo dây mà em không bán lẻ đâu, mà em chỉ bán cả set này thôi chị ạ. Cả set là hai áo thôi nhá. Áo hai dây bên trong và áo ren đính ngọc trai bên ngoài là 190 cả set luôn chị ạ. Chị muốn lấy thì chị comment giúp em như là những chị phía trên đang comment đi ạ. Cho chị xem áo lông đi, đợi lâu rồi chị ơi. Áo lông thì em sẽ cho chị, em sau em sẽ làm một cái mã riêng về sản phẩm đấy nhá, chị Tâm Lê đúng không ạ? Tại vì em đang chốt cái mã này ạ. Mua áo bán bao nhiêu ạ? Mua áo bán không ạ? Em có nhá chị Phương Phan, chị muốn lấy chị comment giúp em đi. Em xin nhắc lại tất cả các chị vào sau là một set áo ren của em thì sẽ bao gồm hai áo thôi nhá. Một set sẽ bao gồm là hai áo, đó là áo hai dây bên trong và áo ren đính ngọc trai bên ngoài như này là 190 cả set. Còn chị nào mà muốn mua cái chân váy nằm mặt trên người em có thể comment chân váy cho nhà em. Riêng dòng chân váy của nhà em size từ 40 cân tới 65 kg thì các chị là 100.000 một chân váy. Còn riêng cái size to hơn là từ 66 cân tới 85 kg chân váy này thì là sẽ là 150. Còn từ 40 đến 65 kg sẽ là 100.000 thôi, tại vì dòng size to hơn thì là nó sẽ đắt tiền hơn các chị nhá. Chị Kim Hồng ơi, chị lấy áo không bao nhiêu em? Áo không của em đấy là 190 đấy chị, cả set luôn này này, không bao gồm chân váy đâu ạ, không bao gồm chân váy đâu ạ. Chị Nơ Nguyễn ơi, bao nhiêu một cái vậy chị? 190 một set ạ. Chị Nguyễn Hà thấy comment của chị rồi nhá. Chị Võ Hiền ơi, áo của em có giá là 190 cả set luôn ạ. Đây là mặt trước của áo nhá, đây là mặt sau của áo đấy ạ. Mặt sau của áo chị, đây là mặt sau của áo nhá. Đấy ạ. Mặt trước mặt sau của áo mặc rất sexy, rất là đẹp luôn. Mặc đi chơi Tết thực sự rất là đẹp luôn các chị nhá. Chị Suka Sinh ơi, em thấy comment của chị Suka Sinh rồi đấy ạ. Chị Thúy Dung ạ, vâng ạ. Chị Trần Nhiên ơi, bao nhiêu kg mặc vừa? Size bên em sẽ là từ 40 cân cho tới 80 kg đối với set áo này. Còn chân váy 100.000 của em thì sẽ là có size từ 40 cân tới 65 kg chị nhá. Chị Nana Nguyễn ơi, chị muốn lấy chị comment lại giúp em mã A28 và số điện thoại của mình luôn nhá. Chị comment có số điện thoại không nhưng mà lại không có mã A28. Nên chị giúp em comment lại mã A28 chị nhá. Chị Lê Dung, ok chị Lê Dung, chị comment như các chị đang phía trên đang comment A28 và số điện thoại của mình luôn nhá chị Lê Dung nhá. Chị Ngọc Bích ơi, em thấy comment của chị Ngọc Bích rồi đấy ạ. Nào bây giờ còn chị nào muốn chốt nốt cái mã A28 nó không là chốt luôn thì nhà em nào. Không có màu đỏ chị, em không có màu đỏ chị Lê Thế Đức nhá. Chị Lê Dung ơi, chị Lê Dung, chị comment lại giúp em mã là A28 và số điện thoại của mình đi ạ. Chị comment là như thế thì đơn hàng của chị sẽ bị trôi đơn hàng đấy chị Lê Dung nhá. Chị comment có mỗi số điện thoại không mà không có A28 thì đơn hàng của chị sẽ bị trôi đơn đấy ạ. Chị comment như là chị Khánh Ngọc và các chị đang comment giúp em chị nhá. Ship của em sẽ làm dưới 30.000 thôi, tiền ship không đáng bao tiền đâu nhá chị Vũ Kim Lan nhá. Tiền ship thực sự là chỉ có 20.000 thôi tới 30.000 thôi chị ạ, nó không đáng bao tiền chị ạ, nhưng mà miễn là mình có áo đẹp mình mặc đúng không ạ. Bọn em là bán áo này là giá 190 là bọn em bán rẻ số lượng rồi đấy ạ. Đây các chị có thể nhìn chất ren nhà em đây, các cái hạt này là như là một cái cúc và mình khâu lại chứ không phải là hàng đính nhá. Hàng mê em là không phải hàng đính mà đây là nó không bao giờ rơi được. Riêng cái này á, nếu mà rơi em sẽ hoàn tiền các chị vào đây gấp 10 lần luôn đúng không ạ. Đây các chị nhìn này, không bao giờ rơi được luôn, nó không phải là hàng đính đâu mà đây toàn bộ là hàng mê em, là hàng khâu nhá. Đây này, theo rất là tỉ mỉ luôn, từng cái một đúng không ạ. Nó rất là đẹp luôn, chỉ có 190.000 một set thôi đúng không ạ. Chị Phương Ninh ơi, giơ lên cho chị coi màu áo, vâng ạ. Màu bên em có màu nâu này, màu đen này, màu be trắng ạ. 190 cả set luôn, các chị comment giúp em theo đúng cú pháp nhé. Màu hồng nút, màu đen, màu be trắng và màu đen đúng không ạ. Chị nào màu người hơi mập mập thì các chị có thể chuyển sang các cái màu là tông màu tối. Còn chị nào mà người hơi gầy gầy nhẹ một tí thì các chị có thể mặc sang các cái tông màu sáng như là màu be trắng này hoặc là màu hồng nút đúng không ạ. Giá bên em sẽ là 190.000 một set luôn. Và cứ có mã A28 số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện. Chứ các chị giúp em là đừng comment theo kiểu như là cho chị áo đang mặc xong là số điện thoại mà lại không để lại cái mã A28 thì đơn hàng sẽ không bị trôi, sẽ không lên đơn hàng được và đơn hàng đó sẽ bị trôi đơn hàng các chị nhá. Bộ lụa hôm qua em like là mã gì vậy? Là mã H1 160 chị Võ Kim Lan nhá. Mã H1 chị ạ. Em cảm ơn chị Quy Hoàng. Chị Quy Hoàng cũng thế, chị Quy Hoàng comment lại giúp em mã A28 luôn được không chị Quy Hoàng nhá. 190 cả set mã A28 đúng không ạ? Em lấy chị chai nước về. Chị Kim Nguyễn Hoàng ơi, bao nhiêu một áo vậy? Chị ơi, giá bên em sẽ là 190 một set chị nhá. Còn chị nào muốn chốt nốt cái mã A28 190 hay không thì chốt luôn cho nhà em mã A28 đi để tắt livestream bây giờ chị nhá. 190 một set đúng không ạ?
muốn chốt lớp thì 328 nó không thì chốt luôn cho nhà em đúng không ạ? Chị Vũ Hảo ơi, bao nhiêu kg mặc vừa? Size bên em sẽ là từ 40 cân cho tới 80 kg chị ạ. Chị Lê Dung ơi, chị muốn lấy chị comment luôn cho em tắt livestream bây giờ chị nhá. Màu nâu này. Màu nâu này, màu đen này. Màu be trắng đây ạ. Còn form áo mặc nó mang trên người sẽ như này mọi người nhá, đây ạ. Rất là đẹp luôn. Đối với chiếc nơ này bên em thì các chị có thể cắt thắt thành rất là nhiều kiểu luôn, đó là thắt giữa này, cắt trái này, sang phải này. Đấy, rất là đẹp luôn. Size từ 40 cân cho tới á. Size bên em sẽ từ 40 cân cho tới 80 kg các chị nhá. 40 80 kg chị Vũ Hảo nhá. Cứ có mã 28 và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện các chị sau đúng không ạ? Cho nhanh đúng không ạ? Cảm ơn chị Lê Dung nhá, chị Nguyễn Hoàng Kim ơi, 190 một set luôn ạ. Chị Yến Phan ơi, 190 một set nhá. Bây giờ còn chị nào muốn chốt nốt cái mã 28 nữa không thì chốt luôn cho nhà em cái mã 28 đi kèm xuống thảo mình đi đúng không ạ? Đẹp tắt like bây giờ ấy chị nhá. Vì em like cũng khá lâu rồi, em like cũng là hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Còn chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho nhà em cái mã này các chị nhá. Một set sẽ bao gồm là áo hai dây bên trong ạ và áo ren bên ngoài ạ. Áo hai dây bên trong và áo ren bên ngoài ạ. Anh cảm ơn chị Lê Dung nhá, chị Quý Hoàng, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Màu này màu nâu này. Màu nâu này, màu đen này. Nâu đen be trắng ạ. 190 cả set luôn. Size bên em sẽ là từ 40 cân cho tới 80 kg ạ, size từ 40 đến 80 kg. Đối với dòng này bên em thì sẽ có nơ rất là đẹp luôn và rất là xinh xắn, xinh luôn đấy chị nhá. Mặc đi chơi Tết quả thực là rất là đẹp luôn đấy ạ. Đầu chương trình nhà em có chốt cái mã là rất là nhiều rồi. Bây giờ còn chị là muốn chốt nó cái mã 28 nó không thì chốt luôn thì nhà em mã 28 mọi người nhá. Để tắt livestream bây giờ nhá. Tắt livestream bây giờ đi ạ. 190 một set cả set mã 28 luôn. Còn chị là muốn chốt luôn đấy không ạ? Cảm ơn chị Võ Kim Lan nhá, chị Lê Dung, chị Quy Hoàng. Màu be trắng em sẽ như này, màu be trắng này. Còn hàng đẹp mà có cấp hết 190.000 cả set luôn. Bây giờ còn chị nào muốn chốt luôn cái mã 28 nó không đẹp tắt like bây giờ mọi người nhá. Cho chị xem mã khác đi. Có thể lấy giúp chị cái mã mã 6 luôn. Mã 6 CO 80.000. Chị Nhi Nguyễn nhá, chân váy 100.000 này. Em chuyển qua sale một cái mã các chị cho hết hàng nha mọi người nhá. Mã này là mã H6 áo Gucci nhà em đang sale với giá 80.000. 80.000 một chiếc nhá. Mã sản phẩm này của em sẽ là mã H6. Áo Gucci H6 mã là H6 này. 80.000 một chiếc. Bên em còn những màu sau này. Màu da này. Màu đen này, da vàng này. Da vàng đỏ nhá, đen này. Ủa, đen lóa nhá. Da vàng đỏ đen 80.000 một chiếc. Chị làm một lều này thì comment giúp em mã là H6 số điện thoại của mình nhá. H6 số điện thoại của mình 80.000 một chiếc đúng không ạ? Chị Trần Hà ơi, chị muốn lấy chị comment giúp em để tắt like bây giờ để em like cũng khá lâu rồi. Chị muốn lấy chị comment giúp em mã là A28 nhá và số điện thoại của mình luôn. Chị có một dòng giúp em đúng không ạ? Chị Trần Hà nhá. Size sẽ là từ 40 cân cho tới 80 kg và hàng bên em toàn bộ là hàng đỉnh ngọc trai nhá chị nhá. Theo ngọc trai theo từng cái một rất là đẹp và rất là tỉ mỉ luôn ạ. 190 một set luôn ạ. Cảm ơn chị Thư Lê Ly này, cảm ơn chị Hoàng Trinh mã H28 này. Cho chị xem chân váy em mặc. Chân váy em mặc của em đây ạ. Đây ạ, chị ơi, chân váy em mặc nhá, chân váy của em đây. Là chân váy 2 tầng nhá. Chân váy 2 tầng đây. Bên trong kèm quần bên trong đây ạ, kèm quần bên trong đây. Đây quần nhá chị, quần đây. 100.000 là size từ 40 cân tới 65 kg, còn đối với size to hơn sẽ là 150 nhá. To hơn của chân váy từ 66 đến 85 sẽ là 150. Áo lông thì em sẽ like thêm một cái mã mới sau cho chị Trần Hạ nhá. Chị Tuyết Trọng cũng thế nhá. Nào bây giờ còn chị nào muốn chốt nốt cái mã 28 nó không đẹp tắt like bây giờ mọi người nhá. Tại vì em like cũng khá lâu rồi đấy ạ. Còn chị nào muốn chốt nốt cái mã này được không ạ? Chị Tâm Lê ơi, nhờ em phải cho lại xem sau nhá. Hay là em qua lại cái mã K1 hôm qua nhá. Cái mã K1 hôm qua thì hôm qua có live stream ấy. Hoặc các chị có thể xem lại cái live của nhà em đúng không ạ? Trong cái livestream hôm qua có like mọi người nhá. Thì bây giờ tắt livestream mọi người nhá. Em cảm ơn chị Ngọc Trúc nhá, chị Hoàng Trinh Nga 28 nhá. Chị Hương Đê ơi, áo bên em có giá 190 cả set luôn đấy ạ. 190 cả set luôn. Đầu chương trình nhà em có chốt cái mã là rất là nhiều rồi. Bây giờ còn chị làm một chốt luôn được không thì chốt luôn cho nhà em tắt livestream nhá. Cảm ơn chị Trần Hạ 28 nhá. Cảm ơn chị Công Hải nhá.
80 em, có giá là 190 cả set luôn. Cảm ơn chị Ngọc Bích. Chân hay váy, chân váy của chị chân size L đúng không chị? Cảm ơn chị nhé. 1 này 2 3 tổng. Chân váy 100.000, còn áo sẽ là 190 cả set luôn. Chị Dung Nguyễn ơi, cảm ơn chị Quy Hoàng. A28 màu nâu này. Chân em lấy chân váy và áo A28 hồng nút. Vâng ạ, chị comment như chị Duy Hoàng, tất cả mọi người phía trên đang comment để tắt like bây giờ chị nhá. Chị comment giúp em là A28 và số điện thoại của mình luôn đi chị Nữ Nguyễn nhá. Chị Dung Nguyễn ơi, chị Diệu Trần muốn lấy comment giúp em A28 số điện thoại mình luôn ạ. Đơn hàng của chị Thư Lây, nhận đơn cho chị rồi nhá, chị comment hai lần rồi đi ạ. Chị Dung Nguyễn ơi, bộ đang mặc của em có bán không và bao nhiêu? Áo, một set áo, hai áo của em sẽ là 190, cả set là hai áo luôn, đính ngọc trai. Còn cái chân váy của em sẽ là 100.000, cả set đang mặc trên người em giá là 290.000 cả set luôn ạ. Em cảm ơn chị Bùi Trúc Ly, rất tiếc đơn hàng của mình lại chưa có A28. A28 có rồi ạ, cảm ơn chị nhá, em xin lỗi ạ, em xin lỗi chị. Chị Mơ Trong Lòng ơi, bao nhiêu một cái vậy shop? 190 cả set luôn ạ. Không bao gồm chân váy, set là hai áo 190 chưa ạ? Chân váy có size chị nhé, vâng ạ. Chân váy thì bên em size từ 40 cân tới 65 thì sẽ là 100.000. Còn size từ 66 cân cho tới 85 kg sẽ là 150. Đó là hàng size to của nhà em nhé. Hàng size to nhập vào đắt hơn mọi người ạ. Em cảm ơn chị Trần Thu Hà 28 tiếp theo nhé. Chị Hương Thảo Phan ơi, 65 mặc cho em size XL chị ạ. XL chị ạ. 65 mặc cho em size XL nhé. Chị Dung Nguyễn, ok chị Dung Nguyễn, 54 kg mặc cho em size L. Comment giúp em đi ạ. Comment giúp em nhé. Đây ạ. Cái nơ của áo màu nâu đây, nơ đây rất là đẹp luôn. Ôi quá sexy, quá đẹp luôn đó chị ạ. Đây em sẽ bỏ nơ chị xem nhé. Nơ đây. Rất là đẹp luôn các chị ạ. Đối với cái nơ này các chị có thể tắt bên trái hay bên phải đều được hết các chị nhá. Chị Trần Hà ơi, chị muốn lấy cái mã H6 Gucci không? Chị comment giúp em là mã H6 và số điện thoại của mình đi để các bạn bên em sẽ đơn hàng của mình chị nhá. Comment giúp em là H6 số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em Trần Hà nhá. Chị Mơ Trong Lòng ơi, chị muốn lấy thì của em sẽ là 190 chị nhá. 190 cả set luôn nhá. Chị Mơ Trong Lòng muốn lấy chị comment giúp em như là chị Bùi Trúc Ly và chị phía trên thì em comment đi ạ giúp em nhá. 190.000 cả set luôn nhá. Chị Dung Nguyễn ơi, đơn hàng của chị có rồi, nhận đơn chị rồi nhá. Chị có lấy mã nào comment lại giúp em chị Dung Nguyễn nhá. Chị lấy A28 thì comment A28 giúp em và số điện thoại. Đơn hàng của chị số điện thoại thì có rồi nhưng mà của chị lại không có mã nên chị giúp em là comment lại chị nhá. Cảm ơn chị Nở Nguyễn A28 màu hồng và chân váy đang mặc 54 kg, cảm ơn chị ạ. Chị Giang Hà ơi, chị ơi bán một áo được không ạ? Bên áo thì bên vẫn bán một set chị ạ. Một set của em thì có giá là 190 một set, cả set luôn. Chị comment giúp em. Đếm tắt like bây giờ đi ạ. 190 cả set luôn, màu nâu này. Màu nâu, màu đen này. Hàng bên em toàn bộ là hàng đẹp hết các chị nhá. Đầu chương trình bọn em chốt cái mã này rất là nhiều rồi đấy ạ. Còn bây giờ là cuối chương trình rồi, còn chị là muốn chốt nốt cái mã này không thì để lại cho nhà em đi điểm tắt livestream bây giờ nhá. Em cảm ơn chị Trần Hạ H6 nhá. Chị Trần Nguyên, cảm ơn chị Hương Hảo Phạm H28 hồng với chân váy tiếp theo. Set của em bao gồm là hai áo chị Lê Hiền ạ. Hai áo. 190 là hai áo cả set luôn. Chị Lê Hiền muốn lấy chị comment giúp em mã là A28 và số điện thoại nhá. Như là các chị đang comment em để tắt livestream bây giờ đúng không ạ? Áo 1 kg, 65 kg mặc cho em size XL chị nhá. 65 kg mặc cho em size XL được không chị Trần Ngoan nhá. Lấy bộ đang mặc, ok chị. Chị comment giúp em mã là, chị comment giúp em mã là A28 và số thật của bên chị cùng một dòng comment giúp em được không ạ? 65 mặc cho em size XL chị ạ. Chị Dung Nguyễn ơi, chị comment giúp em đi điểm tắt livestream bây giờ chị Dung Nguyễn nhá. Chị Giang Hà ơi, tức là thế này chị nhá. Áo của em thì sẽ là một set, sẽ là 190 cả set luôn. Đấy ạ, còn đâu là lấy lần nếu mà chị lấy chân váy không ấy, thì là bọn em sẽ bán là 100.000 một chân váy. Đúng không ạ? Chân váy 100.000, còn áo sẽ là 190 cả set, bọn em không thể bán cách rời được. Chị Phạm Thị Kiều Vi ơi, bao nhiêu tiền một cái vậy? 190 cả set luôn chị nhá. Set là hai áo này. Áo hai dây bên trong này. Lóa nhỉ? Áo hai dây bên trong và áo ren bên ngoài 190 cả set luôn ạ. Chị nào muốn lấy áo này thì comment giúp em để tắt like bây giờ đấy chị nhá. Set của em bao gồm là, cảm ơn chị Hương Hảo Phạm 28 nhá. Chị Lê Hiền ơi, set gồm của em thì bao gồm là áo hai dây và set là áo ren bên ngoài là 190 cả set luôn. Còn chị nào muốn lấy chân váy thì là sẽ là 100.000 nhá. Em cảm ơn chị Kẹo Bông A28 nhá, chị Trần Hà A28 nhá. Chị Dung Nguyễn comment luôn điểm tắt livestream bây giờ đấy ạ. Em nghỉ like mọi người nhá. Em đang bị viêm họng này, đau họng này. A28 190 cả set luôn đúng không ạ? Size to nhất bên em sẽ là size 3XL, 85 kg, 80 kg chị Kẹo Bông nhá. Chị Yến Lan Phạm ơi, 56 mặc cho em size L. Ly Trinh, chị Ly Trinh cả set của em là
190 cả set là hai áo đúng không ạ? Chân váy của em 100.000 cả set cả chân váy cả hai áo này là 3 chiếc sẽ là 290 cả set luôn chị Linh Trinh nhé. Chị Quang Hà ơi, ship tỉnh của em sẽ là 30.000 ạ. Ở Hà Nội sẽ là 20, còn đi các tỉnh sẽ là 30.000 chị Giang Hà nhé. Thực ra tiền ship nó không đáng bao tiền, nó chỉ có 20.000 tới 30.000 thôi, nó không đáng bao tiền đâu ạ. Sắp về Tết rồi ạ, chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi là Tết rồi, các chị ấy nhanh chóng sắm cho mình một set áo này đi ạ. Chị giá chỉ có 190.000 một set thôi, của số em thôi đúng không ạ? Chị Phạm My ơi, áo bên em bao nhiêu cân mặc vừa? Bao nhiêu kg mặc vừa? Áo bên em thì sẽ có size từ 40 cân cho tới 80 kg chị Phạm My nhá. 40 cân tới 80 kg đúng không ạ? Màu nâu này, màu đen này, màu be trắng này. Bây giờ còn chị nào muốn chốt lúc để ta live stream bây giờ nhá. 190 cả set chị Phạm My nhá. 190 cả set luôn. Đây ạ. 190 cả set. Áo này mặc đi chơi Tết thôi, thực sự là nó rất là đẹp và rất là xinh. Và cũng như là rất sexy, sắc và rất sexy luôn đúng không ạ? Mình sẽ rất là nổi bật giữa đám đông đấy ạ. Thực sự rất là đẹp luôn. Chị Yến Nan Hiệp ơi, size 28 size L áo nâu. Vâng, chân váy chị comment giúp em đi, điểm tắt like bây giờ chị nhá. Chị Tina Thanh Nguyên ơi, chị lấy chị comment giúp em đi ạ. Chân váy của em sẽ có giá là 100.000. Chân váy 2 tầng chị ạ, 1 tầng này 2 tầng bên trong kèm quần chị ạ. Chân váy là có 2 tầng. Chân váy bên em này rất là đẹp luôn. Áo bên em này, chất liệu ren bên em thì toàn bộ là ren, nó ren rất là mềm luôn. Cái thứ hai là điều đặc biệt ở cái áo này đó là cái gì biết không, các chị biết không ạ? Đó là những cái hạt ngọc trai này được thêu tay từng rất là tỉ mỉ luôn đúng không ạ? Được thêu tay rất là tỉ mỉ luôn, từng chiếc từng cái một này thêu này. Hàng bên em là hàng không phải hàng tính hạt đâu, mà hàng bên em toàn bộ là hàng thêu từng cái tỉ mỉ, mà bên em bán ra số lượng chỉ có 190.000 thôi. Đó là cái giá này là bên em bán giá số lượng thì mình có giá 190, chứ bình thường áo này nó không có giá 190 đâu ạ. 30.000 chị Giang Hà nhá. Cảm ơn chị Trang Mai này. Chị Hiền Ngoan ơi, mua hai áo của chị tiền ship chỉ có 30.000 thôi ạ. Mua hai set thì chỉ có 30.000 thôi, nó không đáng bao tiền đâu chị ạ. Cảm ơn chị Trang Thi, cảm ơn chị Giang Hà nhá. Chị Ti đi Thanh Nguyên ơi, mẫu đang mặc rồi. 190 cả set luôn, chị comment giúp em A28 giúp em đi ạ. Chị Giang Hà ơi, chị comment lại giúp em mã A28 và số điện thoại của mình luôn nhá. Đơn hàng của chị thì có mã A28 rồi, nhưng mà của chị có mã có số điện thoại rồi. Nhưng mà chị không lại comment cho nhé, em không comment mã A28 thì đơn hàng của chị sẽ không được lên đơn hàng đâu ạ. Tức là nó sẽ bị sót đơn hàng, chứ không phải lên đơn hàng được mà sót đơn hàng nhá, bị sót đơn nhá. Chị Võ Ngọc Trâm Anh ơi, áo và chân váy của em ạ, set áo là 190 còn chân váy 100.000. Cả set đang ở trên người em sẽ là 290 chị nhá. Cả set đang ở trên người em sẽ là 290 cả set luôn nhá chị Võ Ngọc Trâm Anh nhá. Thôi các chị ơi, bây giờ là em tắt live stream đi nhá. Đúng ạ, em đang phim họ đâu, họ không thể nói được rồi, đã nữa rồi ạ. Nên mọi người muốn mua cái mã này thì chụp lại màn hình cho em và gửi qua inbox cho nhà em đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi, cảm ơn chị Giang Hà A28, chị comment rất đúng cú pháp luôn đúng không ạ? Bây giờ em sẽ tắt live mọi người nhá. Chị Yến Tan Điệp ơi, đơn hàng chị có số điện thoại rồi, cũng không để lại cho nhà em A28 này. Chị comment lại cho nhà em luôn đi ạ, để tắt live bây giờ nhá. Em đợi lót chị ở Yến Tan Điệp comment A28 và số điện thoại không để tắt live mọi người nhá. Đơn hàng của chị số điện thoại có rồi, nhưng mà để cái mã lại không có đâu ạ. Chị comment lại giúp em nhá, A28 số điện thoại của mình ạ. Chị cùng một dòng comment giúp em nhá. Màu trắng be của em chị ạ, đây màu trắng be nhá. Màu be trắng của nhà em đây. Be trắng đây. Be trắng sẽ như này. Màu đen sẽ như này ạ. 190 một set luôn, rất là đẹp, các chị rất là đẹp luôn đúng không ạ? Cả xe các chị nhá. Cảm ơn chị Yến Đan Hiệp nhá. Lần sau chị có comment lại giúp em, lần sau chị comment giúp em thì đúng cú pháp nhá. A28 và số điện thoại của mình trên cùng một dòng giúp em, như là các chị đang comment giúp em chứ không được đúng không chị? Thôi bây giờ em tắt live stream mọi người nhá. Em sẽ quay trở lại vào trưa mai với một mã sản phẩm mới của bên em. Mọi người nhớ theo dõi cái live stream tiếp theo của nhà em vào trưa mai đúng không ạ? Trưa mai 0 giờ 11 giờ mọi người nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.